Trước đi. Xin chào anh em, và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình livestream bán hàng tối thứ hai thứ sáu mỗi tuần đều có hết. Thì mình là Chiến, còn đây là anh Sự. Thì mở đầu chương trình tối hôm nay thì Chiến có một thông báo rất là vui vẻ cho anh em luôn, đó là một game show nhỏ trong chương trình, trong suốt chương trình này luôn. Thì đây là một cái quà tặng, tôi báo trước cho anh em cái giải này. Bộ quà tặng này là gồm những cái mũi khoan và những cái đầu vít của hãng Black & Decker, một thương hiệu của Mỹ. Và chúng ta lấy ra làm quà tặng trong game show cho anh em tham gia luôn ha. Nói cái bộ đó là bị do có bị mất hai cái. Thì cái bộ này có một số chi tiết nhỏ trong lúc vận chuyển hay lúc sắp xếp hàng hóa thì nó đã rơi mất rồi. Thì nó thiếu hai chi tiết với một cái mũi khoan nhỏ. Hai cái mũi thì, nhỏ. Đó, anh em có thể xào này rất là bình thường với những cái đầu tâm dụng đều còn ở đây nè. Trị giá quà tặng này đến 214.000 nha anh em ha. Đó. Mình sẽ tham gia bằng cách thức như thế này. Để Chiến mở không gian ra nói cho anh em. Quá nha. Mùa giờ ứng. Đó thì Chiến sẽ lấy một cái mã an ninh. Mã chống hàng giả của hãng Stanley. Trong những giây phút cuối cùng trong cái chương trình này, Chiến sẽ công bố cái số đuôi là bao nhiêu. Và những anh em dự đoán ba số đuôi gần đúng nhất cách nha 10 số sẽ được phần quà này nha anh em ha. Duy nhất chỉ có một phần quà nha anh em. Một món quà thôi dành cho một anh duy nhất. Thì ở đây mình sẽ cho anh em xem luôn là cái tem mình sẽ kêu chưa có cào nha. Chỉ cho show cho anh em xem. Đó. Đây. Anh em thấy cái mã an ninh ở trên cái này. Và cái phần này mình chưa có cào ra nha. Anh em thấy nè. Đó. Đây. Mình chưa có cào ra nha. Nó sẽ còn một lớp bạc đây giống như cái thẻ cào vậy đó. Thì gần cuối chương trình mình sẽ cào ra và cho anh em xem cái số đuôi là bao nhiêu. Ba số đuôi nha anh em. Ba số đuôi trong cái tem an ninh này. Và anh em có tham gia xem livestream thì anh em có dự đoán ba số đuôi mà anh em cảm thấy ưng ý nhất. Và mình sẽ dựa ba số đó mình soi vào cái số trong cái tem này và mình công bố kết quả nha anh em ha. Đó. Cơ bản là vậy. Đó, anh em xem thì có thắc mắc hay có cần gọi là giải đáp thêm thì anh em cứ comment phía dưới anh em ha. Đây, để sẽ nhắc lại cái chương trình này nha. Trong buổi tối ngày hôm nay, các anh em có tham gia bình luận đúng không? Mình comment bên dưới video này, để lại số điện thoại mình gạch ngang cái mã số dự đoán. Hôm nay mình sẽ cào trên cái tem này nè. Cái này sẽ có cái tem trắng bạc trên đây. Mình sẽ cào con tem này ra, mình sẽ lấy ba con số cuối trên cái tem này. Anh em nào đón đúng gần nhất ba con số cuối này trong khoảng cách là 10 cho sai lạc trong vòng khoảng cách là 10 số ha. Giá trị là 10. Đó. Thì trong cái khoảng cách 10 số anh em đón số gần nhất á thì sẽ được tặng. Duy nhất chỉ có một bộ này nha, một bộ mũi khoan bắn vít của hãng Black & Decker. Bộ giá trị cực kỳ cao luôn nha. 479.000 cái bộ này. Kinh. Ủa đâu? Lộn nhầm cái cục tem từ khác. Sorry anh em. Cái này 214.000, cái bộ này 214.000 nha anh em. Sẽ tặng cái này. Từ đây bắt đầu anh em bắt đầu bình luận được rồi đó. Anh em lưu ý là số điện thoại mình vào dấu gạch dưới và ba số anh em comment nha. Rồi số điện thoại mình nhớ ghi là số điện thoại chấm một cái 098 gì đó chấm một cái rồi ghi tiếp số sau rồi cuối cùng là gạch ngang. Ba con số dự đoán của mình ha. Lát mình sẽ cào cái tem này để lấy anh em nào gần nhất trong khoảng cách 10 số thôi nha. Ví dụ như là 250 mà anh em đón 261, ví dụ cào số này ra 250 mà anh em đón 261 coi như không có trúng nha. Ví dụ 259 ok được, 260 ok hợp lệ nha. Chỉ có một bộ duy nhất thôi dành cho một anh em thôi nha. Cái này mình tặng anh em nào mà kéo bạn bè và anh em gia đình gì vô đó comment càng nhiều xác suất mình trúng càng cao nha. Mình chia sẻ livestream gì đó cho dòng họ mình có thấy luôn đó. Xác suất càng ngày mình trúng càng cao đó, hàng tặng mà không tốn gì hết. Rồi anh Vũ Ngọc Nguyễn ơi, anh nhớ để lại số điện thoại giùm em, gạch ngang giùm em rồi tới cái mã dự đoán của mình nha. Hợp lệ nha, chứ khi mà mình sử dụng cho mình comment đúng hợp lệ thì em mới tặng cho mình nha. Đó là số điện thoại gạch ngang một cái rồi ba con số mình sẽ dự đoán sau khi cào cái tem này ra. Anh bình luận đi cho mình đó, đó rồi giống như anh đúng rồi, thọ đúng rồi, anh thọ đổ xuân đúng đây rồi, tôi chính xác luôn ấy rồi, anh đã làm đúng cú pháp rồi đó. Rồi cảm ơn anh Xuân, đầu tiên là sẽ có anh Xuân đúng rồi, là đúng cú pháp rồi nha. Thế anh em cứ theo dõi khi mà tới gần cuối giờ chúng sẽ cào cuối giờ mình sẽ cào này ra trực tiếp luôn ha. Rồi thì mở đầu chương trình tới nay thì chúng sẽ về cho anh em những cái dòng vít của hãng, các hãng vít
cây tu vít ba ke của hãng Vessel hay của Buya hay của Sulat thì đều có anh em nha. Anh em có thể làm, anh em có cần hàng quá hay những mặt hàng gì anh em có thể comment phía dưới thì Chiến sẽ hỗ trợ lấy cho anh em xem và tư vấn cho anh em kỹ hơn ha, nếu mà anh em có nhu cầu. Thì mở đầu Chiến sẽ cho anh em xem những dòng vít của hãng Vessel. Đây những dòng vít ba ke và BH1, BH2 đều có. Như anh em thấy hàng vít này của hãng Vessel thì đây là BH3 dài 150mm à, cái tay cầm nó là khoảng 500 nữa, rồi tổng chiều dài là 250mm. Anh em có thể đến đây và mua sản phẩm này với mức giá là 275.000 đó, đều có tại Store 1 nha anh em ha. Rồi 275.000 cho cây vít của Chiến giới thiệu. À, sự nhắc lại nha các anh em nha, để lại thông tin số điện thoại gạch ngang mã số đón là 3 con số nha. Có số điện thoại gạch ngang người tới số mình dự đoán nha là 3 con số nha, mình dự đoán 3 con số không là không hợp lệ nha, coi như tin nhắn là không có tính nha. Okay, rồi anh làm Joliet Fishing đây, anh này là không hợp lệ nha. À, mình đi số điện thoại gạch ngang cái mã số dự đoán, mình 3 con số dự đoán nha. Rồi chứ anh em comment mà 3 con số không à, nếu mà cái đó là không hợp lệ nha, lát cài và trúng con số mình không có tặng quà cho mình đâu. Rồi thì quay lại cái vít của hãng Vessel này là dòng này, dòng vít đóng anh em có thể xem kỹ qua. Có bạn một cái đó thì phía sau nó sẽ có một cái bà đầu kim loại để mình có thể dùng để đóng. Mình sẽ đóng những móc cứng thì vậy mình sẽ siết ra mở ra nó dễ ha. Cho mình hãng Vessel anh em thấy nè, đây như này vai em này BH3 em anh BH3. À, tổng chiều dài làm việc đó là 150 và tổng chiều dài luôn cán là khoảng 250 nha anh em ha. Giá nó bán là 275.000. Mã sản phẩm nó là 730-3X150. Đó anh em có thể nhìn sơ qua hình ảnh. Anh em có thể đến cửa hàng và tìm dòng vít này. Dòng vít này rất là xịn nha anh em ha. Máy in da băng luôn của hàng Nhật Bản nha. Đó, mình có thể nhìn lại cái đầu phía sau đây. Đó. Đó, anh em có thể đến cửa hàng thì mình có thể đến đây để xem trực tiếp luôn nha anh em ha. Còn anh em ở xa thì có thể là tìm thêm thông tin về sản phẩm này trên trang web store1.vn. Đó. Rồi anh Sử có sản phẩm gì giới thiệu cho anh em Sử ha. Rồi, anh em tranh thủ nha, dự đoán Game Mini nha. Rồi Game Mini mà tặng cái bộ này nha anh Tiến Phát ơi. Comment xuống thoại đi nha anh em. Đây, tặng cái bộ này. Sau khi mà lát mình cào ra dự đoán ba con số sẽ cào cái tem này ra nha anh em, nhắc lại cho anh em cùng xem luôn. Lát mình sẽ cào trên đây có một cái con tem trắng bạc, sẽ cào con tem trên đây ra lấy ba con số cuối. Anh em sẽ comment số điện thoại và comment ba con số mình sẽ dự đoán. Đó, anh em sẽ dự đoán đúng sẽ tặng nguyên cái bộ này. Bộ này 214.000, bộ mũi khoan bắt dít của hãng Black Decker. Đó. Rồi, comment bắt đầu tính từ đây tới lúc kết thúc chương trình này khoảng 9 giờ ha, 9 giờ tối nay ha. Rồi anh em tranh thủ nha, tranh thủ comment vô, bình luận vô. Số điện thoại mình và cái số anh em thích nha. Số điện thoại gạch ngang rồi ba con số mình sẽ dự đoán sau khi cào cái tem này ra, ba tính số cuối của trên con tem này. Rồi rồi, anh em nắm rõ chương trình. Rồi anh em nắm rõ chương trình rồi nha. Rồi mình cứ tiếp tục sản phẩm, giới thiệu sản phẩm cho anh em, chia sẻ cho anh em bạn bè khác mình biết nha, để mình tham gia game show này cho bạn bè mình có cơ hội nhận được phần quà luôn nha anh em ha. Đây, tiếp theo sự giới thiệu cho anh em đó là một cái cây búa cao su hai đầu ha, của hãng Anex. À, cái búa này sản xuất tại Nhật Bản luôn nha anh em, rất là đây cực kỳ đẹp luôn nha. Đây, màu nổi màu đỏ, cán bằng cao su luôn, cầm rất là êm tay, chắc tay nữa, không bị chống trơn trượt cho mình luôn. Cái búa này sản xuất tại Nhật Bản và đang có giá bán là 593.000. Ở trên đây là hai cái đầu cao su, anh em có thể thay thế, anh em mà xài lâu ngày muốn mòn nó cũ gì đó, anh em muốn thay thế đó thì mua cái đầu cao su gắn vô, tại to là một có bán cho mình cái đầu cái này luôn. À, anh em mua cái búa này về á thì đóng vô cái những cái đồ dạng mỹ nghệ ha, những cái đồ mà thiết bị nhỏ hay chống sự va đập nhiều quá xài cái búa cao su. À, anh em nào sửa chữa điện tử này, làm sửa chữa đồng hồ này, hoặc là mấy anh em làm bên những đôi giày cao cấp, những cái đôi guốc cao cấp gì đó, hay làm những cái gỗ mộc gì tránh cái sự va chạm va đập nhiều quá, sử dụng búa cao su này rất là tiện lợi ha. Xin nhắc lại cái giá là 593.000 cho cái búa cao su này, hàng sản xuất tại Nhật Bản hãng Anex. Đó. 593.000 cái búa này. Rồi anh em nào lấy cái búa này để lại thông tin bên dưới nha, nhớ ghi chữ búa luôn nha để cho sự biết nha. Gì đấy. Nó trùng với cái chương trình game mini game của mình. Anh em có chia sẻ đồng cảm với anh em để cho bạn bè mình biết có gì là cơ hội trúng quà sẽ cao hơn nha. À. Chia nhau cũng được. À. Còn đây. Mỗi anh em comment chỉ một lần thôi nha anh em. Nên mình ghé suy nghĩ con số này dạng dự đoán gần chính xác nha. Một
lần nha anh em, một lần thôi nha. Anh em nào comment hai lần là không hợp lại, không có tính nha. Rồi thì tiếp theo sẽ có những cái bộ sản phẩm của rồi tiếp theo luôn đi, nãy nữa, búa nữa. Hồi nãy là búa rồi, tiếp theo cái búa và một cái búa mẫu khác luôn. Đây cái búa này cho mình quá trời đầu luôn. Anh cho em chơi gần gần nè. Rồi nó giới thiệu xong rồi cái em qua nó cho anh em xem gần cái ha. Đây một cái búa này, búa xịn hơn, cao cấp hơn luôn, đã hơn cái búa hồi nãy nữa. Tại cái cán thì vẫn là cao su ha. À, bọc cao su chống trơn trượt mình giống như hồi cái chất liệu giống hồi nãy, chủ yếu là cái đầu nó sẽ khác hơn, nó nhiều đa năng hơn, công cụ nó nhiều hơn. À, trên đây là đầu kim loại này. À, cái búa này đầu, hai cái đầu kim loại này, cho mình thêm hai cái đầu cao su này, một cái đầu kim loại nữa. Quá trời đầu luôn. À, vì giá nó cũng hơi cao hơn búa hồi nãy một chút ha. 755.000. 755.000, nó cũng sản xuất tại Nhật Bản luôn anh em. Rồi để sẽ cho chiến xô cái này gần hơn cho anh em cùng xem ha. À đây, cho anh em xem cái búa này kỹ hơn nha. Nếu mà mình lấy cái búa này mình sẽ ứng dụng vô những công việc mà đòi hỏi cái búa có cái cao su trên đầu để mình gõ cho nó không bị chạy đầu gì ha. Thì đây anh em thấy cho tặng cho mình hai cái đầu luôn. À, trong cái búa đã có hai đầu rồi và tặng thêm hai đầu nữa cho mình. Thì nó sẽ là bằng nhựa nha anh em ha. Cao su bằng nhựa nha. Đây, chiến đây mở ra cho anh em. Đối với những anh em nào sưu tầm búa hoặc là anh em mà xài mà búa dạng này nhiều thì anh em có thể là mua về xài. Thì ở đây khi anh em mua về trên đầu nó sẽ là hai cái đầu kim loại dính cho búa rồi. À, kim loại bằng sắt nha anh em ha. Xong nó sẽ tặng cho mình một cái đầu nhựa và một cái đầu bằng kim loại thêm nữa. À, để anh em có thể là gắn thay thế bằng cách gỡ nó ra. À, như này. Và gắn những cái đầu mình cần vô, mình bỏ vô là chiến gắn đầu nhựa vô nè. Đó là thành cái búa đầu nhựa đầu sắt. Ở ngoài ra sẽ tặng cho mình một cái túi đựng cái đầu búa nữa. Đó chỉ vậy đó. Của hãng Anet anh em ha. Hãng này cũng công ty Nhật Bản nè, chất lượng rất là cao. Thì sản phẩm này mã sản phẩm đó là NO9008 nha anh em ha. NO9008 giá nó là 755.000. À 755.000 nha anh em ha. Đó. Thì anh em có thích cái sản phẩm này thì có thể comment và mua hàng phía dưới luôn, hoặc là anh em lên trang web store1.vn anh em gõ cái mã là NO9008 đó, sẽ lấy cái hình búa này và thông tin y chang vậy đó. Anh em có thể mua về ứng dụng cho công việc của mình nha. Sản phẩm chất lượng Nhật Bản thì anh em sẽ yên tâm về cái độ bền và cái thiết kế nó rất là gọi là chỉnh chu đến từng cm luôn nha. Đó, anh em thấy. Rồi ngoài ra sẽ còn một dòng búa nữa là của hãng Anet luôn nha anh em ha. Dòng búa vừa gõ và vừa dẫn đinh dạng nhỏ. Anh em cứ nhìn sơ qua như thế này. Đó. Về cán cầm thì nó cũng thiết kế như dòng búa hồi nãy đã giới thiệu rồi, và nó được in cái logo nổi của hãng trên đây với dòng chữ ra văn nhỏ phía dưới. À, và những cái vân để anh em chống chân trượt nè, và một cái móc để treo đó, như thế này. Phía trên thì anh em thấy một cái đầu nhỏ đinh bằng nhỏ nhỏ, nhìn rất là dễ thương đó. À, gọn gàng nè. Đối với những anh em mà thích sưu tầm búa hoặc anh em xài những cái đầu nhỏ thì anh em có thể ứng dụng này vô để mình nại, mình nhỏ, mình đóng, mình khựa gì đó đều được. À, cái này thì không có tháo rời nha anh em ha, đóng nguyên cái luôn. Thì khi mà anh em cầm cái búa này lên, cái độ tay cầm nó sẽ có cái lực gọi là nhẹ nhẹ, khi mà anh em gõ thì nó sẽ cảm giác hơi dằn dằn cái tay mình phía sau lên chút đó. Bù lại thì anh em sẽ đập sẽ có thế hơn, tại vì cái đầu nó nặng, cái thân nó nhẹ thì anh em đập sẽ có thế hơn đó, anh em có thể nhìn rõ hơn ha. Đây sản phẩm này giá là 645.000 nha anh em ha. À, mã nó là NO9005 đó. Anh em có thể gõ cái mã này trên trang web store1.vn để anh em có thể đặt với mặt hàng khác mà anh em thích để đóng gói gửi đi một lần luôn ha. Còn anh em có thể đến cửa hàng để xem trực tiếp và mua về xài luôn nha. Sản phẩm đang có mặt tại cửa hàng luôn đó, anh em thấy. Đây cho em nhìn rõ lại nha. À, thì rồi quay lại nha anh em ha. Anh em mà lưu ý là tham gia nhiệt tình như anh em bằng cách comment số điện thoại và ba số thứ tự mà anh em thích, và thêm cái dấu cắt chính giữa nha anh em ha. Rồi có chương trình mới hot nữa cho anh em nha. Đó, khi anh em mua hàng á, nhập cái mã đó là dạ rồi. Thì có chương trình đó là áp dụng cho những anh em mà đã từng mua hàng trên website của store là mập.vn đó. Đó, khi mà anh em nhập cái mã là cảm ơn tình yêu. Wow, nghe giống tựa bài hát ha. Cảm ơn tình yêu sẽ được reship tối đa là 50.000 tiền phí ship ha, cho đơn hàng trên 1 triệu nha anh em. Và áp dụng đến hết buổi tối ngày hôm nay là 11:59 tối ngày hôm nay. Đó. Nhớ nhỏ số cảm ơn tình yêu. Wow, giảm được reship tối đa 50.000 cho những anh em mà đã từng mua hàng trên website storelamoc.vn đó, tức là anh em mua từ 2 đơn trở lên á ha, thì sẽ được áp dụng cái mã cảm ơn tình yêu và được reship 50.000. Áp dụng bắt đầu từ bây giờ đến
23:59 tối nay. Đó, thêm một cái chương trình nữa nha anh em. Đó, ngoài chương trình tặng quà tối hôm nay là anh em đừng quên. Đó là dự đoán ba con số. Rồi, cú pháp đó là để lại số điện thoại của mình gạch ngang ba con số sẽ dự đoán. Hay hôm nay để trúng được bộ mũi khoan của Black Decker nha. Nhớ ghi đúng cú pháp nha anh em. Anh Sáng Quang là ghi sai cú pháp rồi đó. Mình hãy để là số điện thoại gạch ngang. Ha, mã số dự đoán của mình. Dạ, ba con số đó là tức là chào anh Nhung. Đây, cho anh chị Nhung. Cho anh em xin lại cái cách thức là đây. Mình cào cái tem an ninh ra bằng cách xô. Mình sẽ cào cái tem an ninh trên cái mã số này có tem chán các bạn. Lát mình sẽ cào ra mình lấy ba số cuối trên tem chán bạc này. Đó, anh em là dự đoán gần nhất ha, không được lạch quá 10 số nha. À, ví dụ 250 rồi và anh em đoán 261 là không hợp lệ nha. À, ví dụ đoán 260. Đó, 259 ok hợp lệ ha. Xong lát mình cào lấy ba số cuối trên đây thôi nha anh em. Và cái giải thưởng của mình đó là một đây là một bộ mũi khoan bắt dít tá đã tà la quất là nhiều món trong đây luôn, để coi mấy chục món lần á, nhiều món là 23 món trong đây. À, và được tặng nguyên cái bộ này nha, trị giá tới 214.000. À, rồi anh em bắt đầu chia sẻ nhau nào, comment bình luận nè, số điện thoại mình gạch ngang ba con số mình sẽ dự đoán nha. Rồi anh em nắm rõ cái thức cho anh em ha, chỉ đây quay gần cho anh em xem cái mã ở đây. Rồi mình xem đó, cái mã này xem. Mã đây, anh em là cái mã an ninh trên đây, mình chưa có cào ra nè. Đó cái phần bạc trên đây nè ha, mình chưa có cào ra đó, anh em thấy nè. Rồi khi mà gần cuối chương trình sẽ cào ra và công bố cho anh em cái ba số đuôi là bao nhiêu, là anh em sẽ dựa vào cái số dự đoán của mình. Và phần quà đây, phần quà của hãng Black Decker rất là hấp dẫn luôn, anh em thấy. Đây mũi khoan bắt vít đầy đủ luôn, mũi khoan sắt anh em ha. Hôm nay đi trong lúc vận chuyển và trong lúc xếp hàng hóa thì đã bị rơi hết hai cái đầu vít này, còn những cái đầu vít thông dụng như này để tặng cho anh em luôn. Đó, với giá cái bộ này sản phẩm này đến 214.000 anh em ha, và nó bị mất hai cái thiếu này hai chỗ này thôi. Đó anh em thấy. Rồi anh em mà chia sẻ luôn rầm rầm nha, bộ này của hãng Black Decker cái hộp rất là đẹp luôn, trời ơi quá đã luôn. Chuyến mình đang coi chuyến tham gia liền luôn á. Đó anh em chia sẻ cho bạn bè mình biết đi nha. Đó, rồi nha. Đây. Chị Nhung thấy nha, chị Nhung thấy cú pháp rồi comment bình luận lại nha để được nhận quà nha. Rồi, tiếp tục. Chúng giải thưởng tôi chúng là có quà. À. Rồi. Chỉ duy nhất một bộ duy nhất nha. Và mỗi người sẽ cầm bình luận một lần. Rồi tiếp theo sẽ giới thiệu cho anh em. Đây, chương trình. Đây đây rồi quá chừng luôn. Rồi cây vít này có một cây vít nè, Sài đang cầm trên tay giới thiệu luôn. Cái này đọc không nha, cái đó đọc. Đó, cái này nhiều vấn đề để chơi lắm nè. Rồi, cây vít này một cây vít đến từ thương hiệu Nhật Bản Anex. Đây. Cây vít này có anh em có thể sử dụng nó đảo chiều ha, cái cán nhìn rất là đẹp luôn nha. Nhựa bọc cao su này dặn không bao giờ bị đau tay. Bóp cỡ nào bóp không bao giờ đau tay ha. Dùng lực hết lực luôn, dặn cũng rất là im tay mình luôn. Đây, cái đầu nó có hai đầu, đổi được ha. Một đầu cộng, một đầu trừ. À, mua cây này dặn ở nhà là dặn được cái gì cũng được hết trơn á. Đây, đây là gài bi. À, cái ngoài cái mũi này anh em có mũi khác á, gắn vô vẫn vừa ha, cái là mũi vít này. Gắn vô, nó gài bi dặn rất là dễ. Rồi, cái nó nãy là đảo chiều được, đó, dặn vô dặn ra thì đảo chiều được hết luôn. Đó, tua gẹt 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 luôn nè. Anh em cùng nghe nè. Đó. Sướng chưa? Đó. Còn trên này sao cái đầu cho anh em muốn đảo chiều dặn trái dặn phải vậy đó, dặn cái núm cho đây. Này phía sau đây nè. Nó cái chốt, đó, anh em dặn cái này ra. Đó. Dặn bên trái dặn sang phải vậy đó, dặn cái núm trên đây. À, rất là tiện luôn nha. Rồi bây giờ báo giá thì rất là nhiều sản phẩm phía sau nữa. Cây này trò rẻ ghê luôn anh em ơi. Có 385.000 hàng của Nhật Bản luôn, sản xuất tại Nhật luôn. Hàng Nhật là anh em biết rồi đó, chất lượng cỡ nào rồi. Có 385.000 cho một cây vít thế này. À, rồi anh em muốn mua trên website đó để được trên 1 triệu sẽ được reship nhập mã. Đó là cảm ơn tình yêu. À, sẽ giảm được tối đa 50.000 cho mình ghi ship cho mình. Đó cái mã nó số nó là NO.395-G. Đó. Đọc lại nha mã nha. NO.395-D. Đó anh em mua chừng 3-4 món 5 gì đó sẽ được trên 1 triệu là nhập cái mã cảm ơn tình yêu. Hay dành cho những anh em đã từng mua hàng tại store là một cái website rồi á thì sẽ được giảm giá reship 50.000 tối đa ha anh em. Rồi anh em nắm rõ cái cách thức mua hàng chứ anh em có lại trên trang web store.vn anh em lựa hết tất cả mặt hàng mình thích. Xong mình áp cái mã là cảm ơn tình yêu vô với những anh em mà đã đặt hàng có trên store 1 rồi ha. Còn anh em nào mà chưa đặt thì mình đặt đơn đầu tiên thì không có, đặt đơn thứ hai sẽ có nha. Với đơn hàng trên 1 triệu sẽ được áp dụng free ship tối đa 50.000.
Rồi, chị giới thiệu cho anh em tiếp lên những cái dòng rất là hấp dẫn luôn. Đây có bộ máy của hãng VOX. Bộ này thì mới về cho thầy luôn, mới về chiều luôn. Đã sẵn giới thiệu cho anh em biết luôn nha. Đối với những anh em nào đang tìm cái máy nhỏ nhỏ, xinh xinh, gọn gọn và đẹp đẹp và thương hiệu lớn và xịn, thì anh em có thể tham khảo bộ này. Đây là hãng VOX nè anh em ha. Nó mới về Việt Nam mình vài tháng từ gần đây thôi, nhưng mà tin tưởng nó đã được nhiều anh em biết đến rồi ha. Và những cái sản phẩm của nó rất là độc đáo và thiết kế rất là lạ, là độc. Anh em xài những thương hiệu hãng VOX này là anh em thấy những cái hàng sản phẩm rất là độc. Thì sẵn đây giới thiệu cho anh em một bộ sản phẩm máy khoan mút vít nhỏ này. Anh sẽ sử dụng anh em cái mã này nha, có giá nó bao nhiêu nha? WX104. Đó thì chính sẽ quay gần cho anh em xem cái bộ này có những gì ha. Đối với những anh em nào đang cần cái máy bắt nhỏ gọn và cầm tay mini và lực lại mạnh thì anh em có thể tham khảo bộ này. Đối với cái bộ này mà anh em gọi là thích những dòng mà mini nhỏ nhỏ thì anh em có thể sắm rất là đã luôn á. Dòng này dòng 12V anh em ha. Đây mới có một hộp như thế này nè. Dòng này họ không có giới thiệu nhiều cho anh em biết rồi, khoảng đây anh em nào mà chưa biết thì xem qua luôn nha. Còn anh em nào biết rồi mà đang cần chạy đến đây mua liền nha. Tại vì sản phẩm về cũng số lượng ít. Có phụ kiện đúng không? Có phụ kiện à. Rồi, chính xác bóc ra cho anh em xem. Một hộp gồm những cái đồ phụ kiện đi kèm. Đó. Đây, mở ra, khi mở ra anh em thấy nó đóng gọi gói gọn đây, cả thế giới thu bằng một cái hộp luôn nè. Đó, tất cả đều trong đây hết. Anh em mua về chỉ cần mà lấy cái đồ ra mình làm thôi. Trước tiên một điểm nổi bật đó là cây lắc léo nè. Trời ơi, cây này anh em bắt vô những gốc kẹt ở những cái góc độ 360 độ hay là 125 độ gì đó đều được nha. Đây nè, mình cong uống vậy nè. Khi mình dặn đầu này sẽ quay. Đó. Và nhưng mà chính ta là cái máy. Cái máy này nó nhỏ, nó gọn ơi là gọn luôn nha anh em ha. Đây, anh em thấy nghe cái lực đó nè. Đó anh em ha. Đầu cái này đầu kẹp là khoảng 10 ly nha anh em ha. Kẹp từ 1 ly rưỡi cho đến 10 ly. Đó, anh em có thể kẹp những cái mũi khoan sắt, van nhôm, van gỗ gì anh em ứng dụng vô. Đối với những này anh em đi bắt vít những cái công việc là mình đóng tủ bàn ghế giao trong gia đình mình rất là ổn luôn nha. Ngoài ra nó tặng cho mình một bộ mũi khoan sắt, rồi cái cây nối bắt vít nè, rồi nối vô lông 1/4. Đó, anh em có thể dùng ứng dụng vô công việc của nó, công việc của mình nha. Ngoài ra khi mà anh em hết pin anh em sẽ ghim trực tiếp vô cái máy anh em sạc luôn. Không có để sạc nha, ghim trực tiếp sạc luôn. Đó. Bộ sản phẩm mình nhìn vô mình thấy hết luôn. Khi mà xài xong anh em cứ bỏ vô đúng vị trí nó. Thiếu cái gì mình đi tìm cho ra mình cái mới cất nha. Đó, vậy rất là gọn gàng. Bộ giá bao nhiêu anh Sự? Bộ này giá bao nhiêu anh Sự? 1.113.000. Rồi, bộ sản phẩm này là 1.113.000 nha anh ha. Cho bộ sản phẩm. Cảm ơn tình yêu nha. 1.113.000 cho bộ sản phẩm này của hãng VOX. Hãng VOX này nhiều anh em biết rồi, những anh em mà chưa biết thì có thể tìm hiểu thêm về thương hiệu này nha. Star Mộc có công bố thương hiệu cho anh em xem trên trang Star Mộc luôn. Thường thường hay post bài lên anh em xem nha. Một thương hiệu của hãng bên thường bán trên thị trường Bắc Mỹ, Bắc Âu đó. Bây giờ nó mới về Việt Nam mình với những cái thiết kế độc lạ, đẹp và tối ưu nhất cho người sử dụng. Đó anh em thấy. Cái máy nhỏ xíu là nhỏ xíu. Đó. Rồi, anh em có nhìn thấy rõ anh em ha. Nếu anh em nào chưa rõ về gọi sản phẩm này có thể comment phía dưới nha để chúng ta đã đáp thêm nha. Hoặc là anh em lên trang store là 1.vn anh em gõ cái mã sản phẩm là WX104.2 là anh em sẽ tìm thêm thông tin về sản phẩm này nữa nha. Anh em có thể quyết định mua hàng luôn trong lúc anh em xem trên trang web store1.vn. Đó. Và chiến báo giá lại cho anh em là bao nhiêu anh Sự ơi, bao nhiêu? Rồi, cái bộ hoặc ít của chiến mới giới thiệu là giá là 1.113.000 đó. 1.113.000 anh em. Rồi anh em đã luôn bộ sản phẩm có cái hộp rất là gọn gàng. 1.113.000 đó. Bây giờ anh em á mua đồng ý bộ này á, thích bộ này lên trang web store là 1.vn đó, gõ cái mã số vô WX104 chấm hai cái nữa nha anh em. Rồi chấm không hai giá là 1.113.000 đó. Rồi nếu anh em đã từng mua hàng trên website Tòa Mập rồi á thì anh em nhớ cái nhập thêm cái mã là cảm ơn tình yêu viết liền không giấu sẽ được reship tối đa 50.000 đó. Rất là tiện lợi cho mình luôn nha. Ơi hello, chào anh Tài Lê. Anh Tài Lê comment nhất comment ba số dự đoán của mình á, rồi thêm cái số điện thoại cho anh nha. Chia sẻ ra. Rồi anh em, anh Tài Lê á nhớ comment cho mình là con số dự đoán của mình gạch ngang cái số điện thoại của mình ha. Rồi anh Hồng Tố Ngọc thì anh em anh Hồng cũng vậy ha, mình comment là số điện thoại gạch ngang cái là số ba số mình dự đoán của vụ này 701. Anh Hồng Ngọc ha, số điện thoại mình gạch ngang cái 701 nha anh. Cú bấm hợp lệ mình mới được nhận quà anh nha. Rồi
Rồi quà tặng tới nay em thấy là game show nha anh em, game show quà tặng trị giá 214.000 của hãng Black and Decker, bao gồm những mũi quan sát, những cái đầu vít của hãng và cái hộp đựng rất là đẹp luôn. À, nên chia sẻ để nhận quà này nha. Dự đoán ba con số ha. Dự đoán ba con số cuối. Lát mình cào cái tem ra lấy ba số cuối trên đó. Rồi anh em nha. Dự đoán á, đây là số điện thoại nè, gạch ngang nè, ba con số cuối mình sẽ dự đoán ha, được tặng cái bộ này. Và cái con số dự đoán á, một là chính xác và còn một cái là sự tương gần gần chính xác mình đó, cách là 10 con số ha. 10 con số so với con số mình cào ha. Nếu anh em không nào đoán trúng hết á, nếu mà lệch qua 10 con số luôn thì cái chương trình này á giữ lại thứ tư tuần sau chơi tiếp nha anh em. Thứ tuần này không? Ủa, tuần này nhầm, thứ tuần này nha anh em. Thì anh em lưu ý là ví dụ bữa nay không ai nhận quà thì để thứ tư mình chơi tiếp anh em ha. Đó, có hình như thể cộng dòng thêm nữa nếu mà có quà nữa dành tặng cho anh em. Rồi, tiếp đây chỉ giới thiệu cho anh em. Rồi, thêm những bộ thương phẩm. Để anh giới thiệu anh này cho anh Quang kìa. Chào anh Phan Quang Thiết. Đây, bên em có mỏ hàng chì luôn anh nha. Có luôn anh, có đây cái mỏ hàng chì đang cầm trên tay, sợ luôn đây. Đó, một cái mỏ hàng chì đến hãng Stanley. Đây, cái mỏ hàng chì này công suất là 45W, mà ngoài ra thì đây là cái mỏ hàng chì đầu nhọn. Hôm nay trong mỏ hàng chì nó có bonus cho mình thêm một cái là cái đầu dẹp nữa. Đó, cho anh em mình hàng được rất là nhiều thứ ha. Rồi, công suất đó là 45W thôi. Cái mã số là 69-033B bò ha. 69-033B bò và giá nó thì siêu hạt rẻ luôn. 245.000 cho mỏ hàng chì này nhé anh Thiết ơi. Đây, cái mỏ hàng chì 245.000 đó, anh em lấy thì anh đặt hàng trực tiếp trên website của em luôn nha. Và để số điện thoại nha anh, để số điện thoại em xin hệ xác nhận cho anh luôn và gửi hàng cho mình tặng nhà luôn nha. À, anh em nào có thích món hàng nào có để lại số điện thoại cho anh em ha. Mình sẽ liên hệ lại để gọi là hỗ trợ cho anh em cách hàng dễ nhất để hướng dẫn cho anh em đặt hàng chi tiết nhất ha. Rồi tiếp đi em, tới gì rồi? Rồi thì bây giờ tới những cái cây vít ba ke đấy anh em ha. Vít ba ke, những cái dòng vít này có thể những anh em thợ máy là sửa máy may là có thể xài đến nè. Chỉ giới thiệu đồng loạt ba cây luôn nha anh em ha. Ok, là ba cây cho nó lẹ. đây là những dòng vít để chiến phân ra đi. Hãng xanh lá cái này gắn nhau đi, giống nhau cho đi luôn cái đi nó dễ. Rồi đây là những dòng vít thâm dụng của mình hay xài, đó là dòng vít ba ke gọi là BH2 anh em ha. BH2 mình hay xài thì chính sẽ quay gần cho anh em xem. Đó, đối với những anh em mà đang có nhu cầu mà tìm vít để mình xài dân dụng hoặc là sử dụng thợ đó, dòng này sử dụng thợ rất là ổn nha, đối với những anh em xài thợ. Đó, chính sẽ cho anh em xem coi gần gần lại nha. Đây những vít, một cây thứ nhất là cây của hãng Anes. Cây này thì anh em thấy sản phẩm nó là được màu chủ đạo màu đỏ đen, thì anh em thấy dưới này rất là gọn gàng. Tổng chiều dài nó là khoảng 250mm nha anh em ha, nhưng tổng dài làm việc thì khoảng 150mm. BH2, những cái đầu vít thông dụng BH2 nè, phía trên thì anh em thấy nó phủ cho mình một cái màu đen để tăng cái độ 500 ở trên vít nó sẽ cao hơn, để mình hít vô những con vít nó sẽ xác suất rơi nó sẽ ít nha anh em ha. Còn anh em muốn mà hít nhiều hơn nữa thì mình sẽ mua cục 500 trời lật bỏ vô rồi bỏ vô đây ha. Ngoài ra tay cầm thì thiết kế tròn như thế này nha anh em ha, mình có thể nhìn thấy đó, mình khi mình cầm mình sẽ cầm như vậy đó, mình cảm thấy là cái tay mình nó đầy đặn, mình sẽ có cảm giác hơn ha. Còn những dòng vít mà xịt vẹt thì đôi khi nhiều anh em không thích đó, nó sẽ tròn lại vậy. Dòng này dòng vít dặn bình thường bằng tay nha anh em ha, chứ không có đóng được nha. Đó, dòng này không phải là dòng vít đóng nha. Đó, và giá sản phẩm nó là 155.000 nha anh em ha, cho cái vít xịn của hãng Nhật Bản Anes luôn đó anh em thấy. Và mã sản phẩm của nó là NO.7700 nha anh em ha. Đó, một giá 155.000. Anh em nào đến đây thấy thường, còn anh em nào chưa đến đây có thể đến đây xem trực tiếp luôn nha. Còn em nào có ở xa có thể muốn thích mua thì có thể comment phía dưới số điện thoại và bên em sẽ hỗ trợ gọi lại và ship hàng cho mình nha. Đó. Rồi tiếp theo là cây vít hãng Fuya. Hãng Fuya dài đến là 200mm. Nếu mà anh em xài, những anh em mà thoải mái mình cầm cái vít này mình xài thì rất là ổn nha. Phía trên nó cũng phủ 500 để cho cái độ hít vô cân vít của mình nó không có xác suất rơi nhiều anh em ha. Để hít nữa tốt. Thì tay cầm vẫn là đầu tròn theo thiết kế của Nhật Bản hay có những cái đầu tròn phía sau nha anh em ha. Và nó sẽ cho mình một, nó phát cho mình một cái lỗ để anh em có thể là treo hay là gọi là treo hay là máng gì cho tiện nha. Và sẽ đóng cái logo máy in ra bằng trên đây. Đó, hãng Fuya anh em thấy nè. Sản phẩm này giá chỉ có 179.000 nha anh em ha, cho cây vít dài 200mm BH2 này. Đó anh em thấy. Rồi xong hai sản phẩm này, nếu anh em có thích sản phẩm nào thì comment phía dưới luôn nha anh em. Mã sản phẩm của vít Fuya này, mã của nó là FE SD22
không không đó anh em thấy giá 179.000. Rồi chính xin nhường lại cho anh em anh Sự giới thiệu đây, tiếp cho anh em nhiều cái thông khác nha. Rồi Sự phản hồi một số cái thông tin anh em đang bình luận trên đây luôn ha. Rồi anh Dũng, anh Nguyễn Xuân Dũng á, mình comment nó cứ quát mình để là số điện thoại gạch ngang ba con số dự đoán của mình. Ví dụ ở đây là mình để là số điện thoại này gạch ngang 230 nha anh Nguyễn Xuân Dũng ơi. Rồi à, hello Phan Tuấn, con khoan máy khoan 3 chức năng motor không chở than. Thì nếu anh hiện tại bên em đang có chương trình giảm giá, nó là hàng của hãng Dewatt, còn DCD796 đang giảm khủng khiếp luôn anh ơi, chỉ còn có 4 triệu 890 ngàn thôi đó, một bộ hai cục pin 4 ampe luôn nha. Đó đang khuyến mãi nha anh em, bấm lên web chấm coi luôn à. Sao web nè rồi lên web đó, đây một con này đang khuyến mãi anh nha, DCD796M2 đây có đang khuyến mãi, còn 4 triệu 890 ngàn ha. Bộ này quá đã luôn nha anh, bộ này quá đã luôn, bộ này siêu phẩm luôn ha, hiện tại đang bán rất là cực kỳ hot luôn anh nha. Đây anh Phan Tấn là em phản hồi liền luôn đó, mình đặt liền ngay lúc này luôn nha, nhớ nhập mã cảm ơn tình yêu để mà được reship 50.000 anh nha. Rồi, đây tiếp theo tất cả đều có quay trở lại một cho anh em ha. Đó. Đây tiếp theo nha, đến phản hồi hai mấy anh cái này luôn cái hả? Anh nhắn cú pháp để cho mấy anh để biết. Có để rồi biết. Có rồi. À, đó. Dạ những anh em anh Ngọc Tính trước giờ mình đã mua hàng trên website toàn1.vn á, thì hôm nay mình mua nó nhập mã cảm ơn tình yêu ha, thì mình sẽ được reship tối đa 50.000 cho đơn hàng từ 1 triệu trở lên anh nha anh Tính ơi. Rồi anh Tâm Anh nhớ comment là số điện thoại gạch ngang ba con số mình dự đoán nha anh Tâm Anh ơi. Đây. Anh em ơi chia sẻ nha cho những anh em khác biết nha, nói là anh em khác không có quà thì không được cơ hội nhận quà thì cũng buồn nha anh em ha. À, bài số cuối nha anh em ơi, áp dụng bài số cuối trên sản phẩm Stanley đó, chưa cào tem nha ha, chưa cào tem ra nha anh em. Dạ hôm nay thì không có tweet của Godman anh nha, con này có đang cái dòng của thằng Salad. Rồi anh Quang Tấn, còn con nào không shop? Dạ anh Phan Tấn ơi, con DCD 796 hiện tại đang còn hàng anh nhé, anh có thể chạy ghé trực tiếp vào cửa hàng ngay lúc này luôn đó, bên em đang mở cửa luôn á, mua hút về liền anh ơi, đang khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn luôn nha. Anh em chia sẻ bình luận nghe, anh em bình luận chia sẻ vô chia sẻ game show đó đọc luôn, quên rất là đã luôn. Rồi ngoài những cái bộ mà 796 bên em còn rất là nhiều sản phẩm khác của Dewatt cũng đang được giảm giá, anh có thể ghé trực tiếp cửa hàng bên em luôn đó, để mình vô mình xem một cái máy nào mình cảm thấy ưng ý nhất, hút nó về nha anh nha. Rồi tiếp theo sẽ giới thiệu cho anh em tới nào cây nào rồi anh muốn giới thiệu đây rồi nè, rồi nè cái này hả. Rồi đây à. Một cái bộ quýt sử dụng dặn bằng pin đó, pin nằm trong máy luôn à, sạc bằng cổng USB nha anh em. Cái hàng này là có hai pro đây, cái cây này màu đỏ, nó có rất là nhiều màu nha, màu đỏ, màu đen, màu xanh, màu vàng gì đó, rất là nhiều màu luôn nha anh em. Cái hàng này hết lâu lắm rồi, nó mới hết hàng, bây giờ nó mới về lại thôi. Số lượng rất là ít, không có nhiều đâu, có khoảng chừng 50 cây gì đó. Cây này, bộ này giá nó 658 ngàn, dặn bằng điện luôn, rất là tiện lợi, để sự mở cho anh em cùng xem luôn. Đây, một cây quýt rất là nhỏ gọn ha. À, để sự dùm gần được không? Được rồi, nhìn cho nó gần hơn xíu. Hết hả? Hết cả rồi hả? Rồi thì anh em này bấm cái nút này của mình sẽ dặn ha, dặn tới thằng dặn lui gì đó, anh em cứ nhấn cái nút này rất là tiện. Thôi em giúp chờ xíu đi. À, giá chỉ 658 ngàn nha anh em, ngoài sạc mình cắm USB đó, anh em sạc giống sạc điện thoại thôi, cắm vô sạc xài rất là tiện, hay sử dụng sản xuất tại Hàn Quốc, một cây quýt đến từ thương hiệu Hàn Quốc. Rồi hai pro anh em có thể đến cửa hàng trực tiếp luôn nha anh em. Đây nó sử dụng điện là 3.6V à, ngoài ra tặng thêm cho mình một cái mũi bắt bít đây nè, hai đầu, một đầu cộng, một đầu trừ à, anh em xài mua cây này về á, anh em đi làm việc rất là tiện cho mình ha, khỏi dặn bằng tay, tốn công tốn lực tốn thời gian nữa, bóp một cái nó chạy tè xong xiết vô à, rất là tiện luôn nha, có rất là nhiều màu luôn, anh em nào thích phong thủy thì mua màu phù hợp với mình à, màu đỏ, màu đen, màu xanh, màu vàng gì đó, rất là nhiều màu. Rồi 658 ngàn cho cây bít này. Rồi sâu rằng cái cho anh em còn liếc nghía ngang cây vít này cái nha Tiến ơi. Đây rồi. Cho anh em xem nghía nha. Đây anh em mà tìm bất cơ hai đảo này có thể tham khảo mẫu này anh em ạ. Ở đây có nước mắm nè, ra vào nè, cái này xíu giờ này mở ra nè. Ngoài ra khi anh em có thể dùng để vặn tay bằng cách là không sử dụng máy rồi, nếu anh em có nặng cơm cơm nha anh em dùng là nặng cơm đó. Ngoài ra anh em có dùng bia, dùng chế độ xài pin
Thì cái đồng này anh em sẽ gài được những cái đầu vít phổ thông như là cỡ là 6 ly 35, anh em thấy hầu như là đều gài được tất cả cái dòng đó anh ha. Gài vô đây đó, mình sẽ xiết ra nè. Cái này có sẵn một cái đèn sáng anh em thấy không? Như vậy thì khi hết pin thì anh em cứ sạc theo cái cách là ghim cổng sạc vô phía đây để mình sạc nè, có cái cắm đây nè đó. Sản phẩm là giá là 630.000 nha anh em ha, 630.000 một sản phẩm. Xin lỗi anh em, 685.000 685.000 nha. Đó, anh em hãy đến đây mua trực tiếp luôn, hoặc là anh em ở xa thì có thể hỏi về thông tin, có thể comment phía dưới nha. Đó, mình sẽ nhìn sơ qua nè, tháo ra như này. Rồi, 685.000 nha anh em ha, 685.000 685.000 cho con Vick 2 Pro. Đó, rất là tiện ha, sử dụng bằng điện đó, sử dụng pin trong cái máy, dặn cho đỡ mỏi tay, tốc độ nó nhanh, làm công việc hiệu quả, hiệu suất cao gấp mấy lần so dặn tay. Đó. Rồi, 685 cho con Vick 2 Pro ha, chiếc máy vừa show cho anh em cùng xem á. Tiếp theo hồi nãy con giới thiệu cho anh em một cây búa là có thương hiệu Anex, thương hiệu Nhật Bản, hồi nãy giới thiệu đầu tiên clip rồi. Giới thiệu là hai cây búa rất là to, hôm nay một cây búa siêu nhỏ luôn, siêu dễ thương luôn. Đó, cu tay hạt me luôn. Đó, rất là đẹp luôn nha anh em. Nhất siêu siêu luôn. Cái này chắc về chắc mấy anh em chắc về đóng nữ trang quá. Mua vàng về đập dẹp ra mùa này. Cái này giá là 457.000. 457.000 cho cây búa của Anex đến từ thương hiệu của Nhật Bản, sản xuất tại Nhật Bản luôn nha anh em. Một đầu là kim loại, một đầu sử dụng là cao su. À, một cao su ha, siêu chịu lực. Cán này là bằng nhựa cao su, rất là chắc tay luôn, mềm ha. Dạng không đau tay, chống trơn trượt nữa. 457.000 cho cây búa nhỏ này. Mã số của nó là NO9016. NO9016. Rồi anh em đừng quên là chia sẻ cái livestream của mình nha. Đây chia sẻ này cho anh em được cho anh các anh em rồi người thân trong gia đình mình có thể xem được livestream này và để nhận được cái phần quà đó là đón dự đoán ba con số ha, ba số cuối. Cú pháp là comment số điện thoại gạch ngang ba con số mình sẽ dự đoán ha, để tối nay mình sẽ được nhận quà. Chương trình này thì sẽ kết thúc lúc khoảng 9 giờ tối nay anh nhé anh Phát ơi. Sau khi chương trình livestream này kết thúc thì mình sẽ công bố luôn, mình sẽ cào cái bài giải số ra để xem anh nào đón gần nhất ha, để chúng nhận được một bộ phần quà đến từ Store Là Mập trong buổi tối ngày hôm nay. Rồi tiếp theo cái này xong rồi bỏ qua. Rồi anh em nãy giờ giới thiệu tôi nhiều rồi, bây giờ chỉ sẽ học qua cái máy đi, là qua một cái dòng máy gọi là cái dòng máy nguyên cái combo luôn, dành cho những anh em ra trong gia đình mà chưa có máy khoan ở trong nhà thì anh em có thể tham khảo sắm cái bộ này luôn. Một trong bộ sản phẩm của hãng Ballet and Decker, ở trong đây nó sẽ gồm máy và những phụ kiện đi kèm, gồm những cái vật dụng mà rất là quen thuộc với mình có thể ứng dụng vô nhiều công việc luôn á. Thì đây anh em nhìn sơ qua cái hộp như này, và bộ sản phẩm này giá rất là bất ngờ luôn nha anh em ha, để cho anh em xem gần ở trong có những gì ha. Rồi cho anh em cái giá chút đi để cho anh em thấy cái gì hấp dẫn cái nào. Có 990.000 thôi nha anh em. Nó bảo hành được lâu nè, 990.000 và bảo hành tới 12 tháng nha anh em. 12 tháng nha anh em. Giá siêu rẻ 900.000 thôi. Anh em mà không biết mua gì hết thì hãy mua bộ này luôn, để mình để trong nhà mình xài xong mình để vô hộp mình cất vô một chỗ rất là gọn gàng, không bị vỡ la ha, rất là tiện lợi. Đây là bộ khoan có đến từ hãng Black and Decker, thương hiệu của Mỹ nha anh em. Thương hiệu của Mỹ ha. Rồi bây giờ chính sẽ quay gần cho anh em xem nha. Với 990.000 anh em sẽ sở hữu cái bộ sản phẩm này, bảo đảm với anh em là rất là đáng đồng tiền bắt gạo luôn đối với cái nhu cầu của mình. Đây khi mà anh em mở ra, khi mà anh em mở ra anh em thấy đầu tiên là cái máy to đùng nằm ở đây màu đỏ đó, nổi bật luôn. Và cái đầu kẹp là 13 ly lận, và phía trên anh em sẽ thấy cái bộ mũi khoan đi kèm và những cái phụ kiện đi theo, ví dụ như bên đây chính là một cây vít nè. Rồi những bộ khoan gỗ sắt tường đều đầy đủ đó anh em ha, và cái cây bắt vít để mình nối vô cái máy mình ra những cái đầu vít mình bắt ha. Thì kế bên đây sẽ có một cái hộp đựng những cái đồ linh tinh và những cái áo vít cắt kê cho mình luôn nè. Đó, mình mua về là mình có xài luôn. Và giá sản phẩm trước lúc chưa giảm này 1.243.000 nha anh em ha. 1.243 mà giảm còn có 990.000 trong cái mùa sinh nhật của Stone 1 thôi nha anh em ha. Đó, anh em có danh thủ mọi người xài. Thì ở trên đây anh em sẽ thấy những cái đầu vít tặng cho mình là gồm những vít ba ke, vít dẹp, vít BZ, vít BH đầy đủ luôn, vít nhọn đầy đủ luôn nha. Đó anh em thấy mua bộ này coi như đủ xài đó, nhân dụng mình đóng này kia đâu á. Rồi phía dưới anh em sẽ thấy cái máy khoan nằm chính giữa đây, và dưới đây là một cái mỏ lết nhỏ 6 inch.
đó, để mình siết này siết kia, rồi anh em muốn siết gì anh em siết nha, nhỏ gọn mình có thể bỏ cấp xe luôn. Và tiếp theo là những cái kềm, đây một cái kềm và một cái búa đóng nhỏ đinh đó. Cái búa này rất là thân quen với trong gia đình mình, nhà nào như cũng có cây á, mà anh em nào chưa có gì lấy bộ này sẽ có luôn nha. Đó, tới bên đây là cái dao gọt giấy. À, cái dao là dạng dao thổ thông nè, mình có thể dễ dàng gọt giấy, gọt thùng giấy hay cắt giấy cắt tông hay gì đó, mình muốn gọt gì mình gọt. À, hư lưỡi mình cứ bẻ ra mình hai lưỡi khác rồi thôi. Đó, bộ sản phẩm này. Và đặc biệt cái máy, quan trọng nhất là cái máy. Đối với cái máy thì anh em thấy một cái máy nằm ngay đây với công suất là 550W. À, 550W thì anh em có thể dùng chỗ trong gia đình, khoan tường, khoan đồ, khoan gỗ, khoan phát sắt, treo trên nảnh các kiểu là hầu như là đáp ứng hết nha anh em ha. Đối với những anh em nào làm việc nhẹ nhẹ vẫn có thể là phụ thuộc sử dụng cái máy này tốt nha. Và phía trên nó sẽ cho mình, nó sẽ trang bị cho mình hai cái chế độ là một chế độ khoan thường và một chế độ khoan búa, dập búa để mình hỗ trợ cho mình khoan vô cái tường nó sẽ nhanh hơn, khỏe hơn. Đó, thiết kế như anh thấy màu đỏ rất là đẹp và thương hiệu được dán trên đây. Công tắc thì nằm ở chỗ này và chỉ có đảo chiều cho anh em ha, không có điều chỉnh tốc độ. Anh em muốn nhanh thì anh em bớt sát cò, anh em muốn chậm anh em nhấc từ từ thôi ha. Phía dưới là cái cây mở tháo lưỡi, giá là 990.000 nha anh em ha, từ 1.243.000 vẫn còn có 990.000 thôi. Anh em mà đặt trong cái chương trình này, anh em lên website.com.vn, anh em đặt cái bộ này thì anh em sẽ được là free ship luôn đối với những cái đơn hàng trên 1 triệu và free ship tối đa 50.000. Và anh em lưu ý là những anh em nào mua hàng đơn thứ hai thì mới được áp dụng nha. Đó, bộ này có 990.000 nha anh em có thắc mắc gì có thể comment phía dưới để hỏi nha. Chiếc xe để đây cho anh em xem. Và anh em thấy mức giá cũ nó đó rồi, 1.243.000. Bây giờ giảm cho anh em chỉ còn 990.000 thôi. Và sản phẩm được bảo hành chính hãng 1 năm. À, một công ty thương hiệu của Mỹ à, và made in sản xuất tại nhà máy bên Trung Quốc nha anh em ha. Rồi 990.000 cho bộ sản phẩm này nha anh em có thắc mắc gì cứ comment hỏi nha. Chia sẻ báo lại cho anh em biết chi tiết hơn nữa nếu anh em có thắc mắc cái chỗ nào. Rồi anh Sự ơi, có gì nói rồi, bộ có hàng giá bao nhiêu, giá gì, 900 mấy 990.000 nha anh. Rồi một bộ máy khoan khoảng Black Decker đó, giảm siêu giảm giá từ 1.2 mấy á, giảm còn có 990.000. Đó, 990.000 một bộ mũi khoan. Quá trời đồ khoan luôn ha. Từ mũi khoan, mũi bắt vít nè, thêm một con máy dao gọt giấy nè, búa nè. Quá trời luôn, nhiều quá trời nhiều luôn. Anh em mua gì không phải mua thêm cái gì nữa. Ha, chỉ cần bọc một cái khoan làm được tất cả mọi việc trong gia đình mình, rất là tiện lợi nha. 990 tới khi nào vậy? Hiện tại thì cái này chỉ có một bộ, một anh Bảo Nguyễn ơi. Hiện tại còn đúng có một bộ thôi. Anh em giới thiệu luôn. À, anh em có lấy, anh lấy liền hôm nay để là số điện thoại liền, em chốt liền cho anh. Còn anh mua thêm một món gì đó trực tiếp trên website bên em á, để từ 1 triệu trở lên á, thì mình sẽ được nhập cái mã là cảm ơn tình yêu, sẽ được reship tối đa 50.000 nha anh Quốc Bảo. Rồi cái bộ đó chỉ có nhất có một bộ thôi, giảm trong ngày hay tới hết tháng. Giảm nói nó có một bộ thôi, khi nào hết cái bộ đó thì thôi anh nha. Hiện tại đang còn một bộ, có dặn gì phép nữa cũng là nhiều. Dạ, anh nhiều, anh em cứ đặt nha, anh em phép đặt nha, chừng nào hết sẽ báo hết anh em ha. Bộ cơ nè, có luôn sẽ rồi đây, đây cái mã là gì đây em, cho anh em xem cái mã sản phẩm và cái mã cho anh em đặt. Đó, đọc đây. Cái mã đây HD555KM HD555KM rồi. Ngồi xuất ra rồi. Đó, anh em thấy khi mà gọi lên anh em thấy đây, cái giá đó này. Anh em sẽ click vào. Anh thấy anh em đang thấy giá bán đó này, xin zoom to lên cho anh em cùng xem ha. Đang giá bán của nó là tới 1.243.000 nha anh em. 1.243.000. Đó, và cái bộ hiện tại đang được giảm còn có 990.000. 990.000 đúng không? Đúng rồi anh em ha. Anh 990.000. Bộ này mới có thông báo chính thức và chính giới thiệu cho anh em luôn á, để anh em có thể là nhanh chân lên và chuẩn bị tinh thần để mình đặt hàng. Tại vì giá anh em thấy trên web thì chưa có xét xuống thì, nhưng mà sẽ xét tối nay sẽ xét luôn nha anh em ha. Đó, anh em có thể là comment đặt hàng luôn để cho bên sau một số liên hệ lại hỗ trợ cho anh em dịch định luôn nha. 990.000, cái này quá trời rẻ luôn nha anh em. Đó, anh em mua này mua thêm một món nữa thôi là trên 1 triệu rồi. HD555KMBR đây, số cái mã số này Sự đang show trên web nè, anh em copy cái mã này lại ha. Cái đó giá chưa giảm nha anh em ha, giá chưa giảm rồi, chỉ còn 990.000 thôi. Số lượng này chừng nào hết là báo hết nha anh em ha, chừng nào còn trên web là còn nha. Rồi, sẽ chuyển nha. Rồi tiếp theo
Rồi anh em mua nào, mua cái máy này, cái con máy bay 990.000. Rồi để lại số điện thoại giùm sự ha. Rồi để em vlog lại đây. Chị rồi anh em cứ và anh em đừng quên chia sẻ game show mini, nhưng mà cái quà to to chà bá này nha anh em ha, để cho anh em và bạn bè mình có cơ hội nhận quà với mình luôn nha. Với cái thức là comment số điện thoại và số ba số cuối anh em có thể dự đoán anh em ha. Rồi anh em thấy là mình sẽ làm rồi chuyển qua máy tính để cho lót lại cho anh em cùng xem cái giá luôn, máy xét luôn. Rồi anh em có thể làm xem lại cái giá sản phẩm bộ máy khoan rồi giảm liền cho anh em luôn, nãy không phát cực kỳ luôn đúng không, nói làm liền cho anh em luôn 990.000 đó. Anh em bây giờ có thể trực tiếp lên website storelamop.vn, gõ cái mã số này vô HD555KMBR để mua cái bộ máy khoan giảm tới 20% luôn nha anh em, còn 990.000 thôi đó. Rồi nhanh tay nào, nhanh tay lên nào, gõ thẳng vô, nhấn cái nút mua hàng dưới đây này đó, nhấn cái nút mua hàng hoặc là thêm vô giỏ hàng, chọn một món nữa ha, chọn một món nữa với hóa đơn trên 1 triệu, khi nhập mã cảm ơn tình yêu vô mình sẽ được free ship tối đa 50.000 đó, đã giảm giá mà còn được free ship nữa, còn gì bằng nữa, lâu lâu mới có cơ hội này nha anh em đó, lâu lâu ngay sinh nhật Store là Mọc nên Store là Mọc chơi lớn vậy đó. Rồi anh em nào mua nhớ nhấn cái nút thêm vào giỏ hàng mua hàng ngay chỗ này nha anh em. Vậy là anh em có thể là nếu anh em không thành cái anh lớn không thành nghề web thì anh em có thể là comment số điện thoại và sau một sẽ hỗ trợ hướng dẫn cho anh em cách mua hàng luôn nha anh em ha. Ở đây anh em đừng quên chia sẻ cái game show mini trong buổi tối ngày hôm nay dành cho tặng riêng cho anh em xem live stream trong buổi tối ngày hôm nay nha anh em ha. Ờ nhắc lại chương trình cho anh em mới vô sau nha. Rồi thì anh em sẽ gọi là comment 3 số cuối một cái trong cái mã sản phẩm này bằng cách anh em ghi số điện thoại của mình và dạ, dấu cách ở dưới và thêm cái 3 số may mắn của anh em thích giống như 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì đó thì ý anh em nha. Thì những phút cuối chương trình này chính sẽ cào cái tem này ra và lấy cái 3 số cuối này để so với kết quả của anh em bình luận nha. Nếu anh em nào gần đúng nhất cách 10 số thì anh em sẽ được phần quà là một bộ mũi khoan bắp bít của hãng Black & Decker đó, trị giá tới 214.000. Nhưng mà anh em lưu ý là bộ sản phẩm này đã bị rớt hết hai cái đầu nhỏ nhỏ nha anh em ha, trong lúc vận chuyển và trong lúc xếp cái hàng hóa thì bị rớt rồi, nhưng mà sản phẩm này chất lượng cao nha anh em ha, của hãng Black & Decker luôn. Rồi anh Minh, anh em ở tỉnh muốn check in nhận quà hiện tại thì cái này chỉ áp dụng tại cửa hàng thôi anh nha, còn check in nhận quà thì bữa nay mình có cái mã đó, cảm ơn tình yêu mua đơn hàng trên 1 triệu ha, trước giờ anh đã từng mua hàng rồi á thì mình sẽ được free ship tối đa 50.000 nha anh Minh ơi. Rồi tiếp theo quay trở lại tiếp tun anh em, hồi nãy cái máy giới thiệu rồi, tiếp theo đó là một cái vít dài ơi là dài luôn, dài tới 300 lận đây, 300 mi luôn, có hãng Salad đây, cán cái cán bằng nhựa ha, tay cầm bằng nhựa rất là im cho tay cho mình luôn, nhựa dạng cao su á, rất là mềm nha ha, mà dạng không bị đau tay. Cây này dài 300, đầu này đầu trừ là 6 ha, cái chiều rộng cái bản dẹp đó là 60 ha, rất là tiện luôn. Đây bằng thép rất là cứng cho anh em mình sử dụng hay dặn dùng lực cao. Giá của nó là đâu rồi, 218.000 nha anh em, 218.000 cho cây vít này đó, dài tới 300 lận ha, đầu trừ, cây này đầu trừ nha anh em. Rồi 218.000 tiếp theo luôn, qua một cây vít nữa đi cho nó xanh lát đúng không. Rồi tới đây cây vít rất là đặc biệt luôn, rồi rút cho anh em cùng xem luôn. Cây vít này là anh em có thể đổi đầu được, nó hàng độc quyền luôn á, rất là hiếm luôn. Nó là cái đầu đầu tam giác chứ không cái giống đầu cộng đầu trừ giống cái vít khác nữa rồi. Nó là cái đầu tam giác. Ha, đầu tam giác nó là một cái đầu 2.0 và cái đầu là 2.2. Hai cái đầu tam giác. Nó không phải đầu cộng đầu trừ giống cái vít khác. Đỉnh trên đây đỉnh tam giác. Ha, một đầu là 2 chấm, một đầu là 2.2. Anh em có thể sử dụng này đổi đầu lại được. Thì ngoài việc là anh em sử dụng vít tam giác, anh em nếu mà nhà có vít 3K gì đó, anh em có bỏ vô đây dặn được luôn ha, cái điểm cái đầu á ha, cái mũi vít rời anh em bỏ vô cái cây này vẫn dặn được nha. Giá của cây này nó là bao nhiêu đây? 232.000, 232.000 cho một cây vít này màu vàng này. Đâu rồi? Anh em mới vô xem livestream nha anh em ơi, anh em có thể là tham gia game show và vừa xem và vừa có thể là mua những món hàng mình thích luôn nha. Bằng cách anh em comment bình luận dưới nha. Rồi tiếp theo luôn, đang tôi vít giới thiệu tôi vít luôn cho em đầy đủ mẫu luôn cho em lựa chọn. Tiếp theo cũng là một cây vít đến từ thương hiệu Nhật Bản luôn, sản xuất tại Nhật của Anex ha. Cây vít này em vẫn đổi đầu được, một đầu cộng một đầu trừ ha, sử dụng dài đầu gạt này là bi, cái cán á là bi gài
À, bi gài ha, chứ không phải là 500 mấy số khác, 500 cái này sử dụng bi gài rất là tiện cho anh em mình ha. Rồi đâu cộng đâu chứ. Thì cây này thì nó làm cán là một cao su, rất là mềm tay, im tay, chắc tay, màu đỏ đen, rất là đẹp nha. Rất là đẹp luôn, dặn rất là im tay, cầm bóp rất là sướng luôn á. Đâu đâu cộng đâu chứ. Rồi anh em bên ngoài ra những cái anh em mà sử dụng vít ngắn trong kẹt thì mua cái mũi này nè, ngắn hơn, bỏ vô đây vẫn sử dụng được luôn. À, còn anh em sử dụng cây dài hơn vẫn bỏ vô được nha. Cái đó là chuẩn cái chung luôn rồi, 6.35. Đó, cái chuẩn chung của nó luôn rồi. Cây này giá bao nhiêu đây, để sư coi báo giá cho anh em luôn này. Giá nó là 315.000, 315.000 cho cái cây vít này, và đang có mã số là NO3775. NO3775 và đang có giá bán là 315.000 cho cây tua vít này. 315.000. À, hãng Anex, cây vít được sản xuất tại Nhật Bản luôn nha. Cái mũi này anh em có máy bắn vít á, sử dụng cái mũi này gắn để vô máy bắn vít bắn được luôn nha. Rất là cứng nha, bằng thép cực siêu cứng luôn. Rồi, chúng ta tiếp tục với những cái dòng máy của hãng WS95 ha. Những anh em nào ổng đã sử dụng sở hữu được những bộ máy mới về hãng WS rồi. Còn những anh em nào chưa sở hữu thì có thể tham khảo cái bộ này để sở hữu luôn nha. Chúng ta lấy bộ này cho anh em xem. Đây là một cái cưa gọi là cưa đĩa mini cầm tay và sạc pin. Và những cái điểm đặc biệt của nó thì chính sẽ cho anh em xem gần hơn để cho anh em rõ hơn ha. Và anh em có thể là xem lại cái clip cũ Star 1 đã làm để giới thiệu cho anh em chi tiết về dòng này. Anh em có thể biết cắt bao nhiêu và anh em thấy cái khả năng cắt được những gì. Anh em có thể tìm với cái mã là test hàng là mã sản phẩm là WS527 của hãng WS đã làm trước đây rồi. Anh em có thể xem sơ qua. Còn những anh em nào coi trực tiếp mình sẽ xem trực tiếp bằng cách là chính sẽ quay cận cảnh cho anh em xem nha. Đây. À, anh đã sự gọi em cái mã phẩm này lại có giá bao nhiêu sự là chưa dán tem luôn. WS527. Đó anh em thấy. Đó là WS527 nha anh em. Đây cho anh em nhìn sơ hình qua để anh em thấy đã nè, đó anh em thấy không? Rất là nhỏ gọn và xài pin. À, đối với những anh em đã có từng những cái pin ở nhà của cái hãng này rồi thì anh em có thể sắm cái bộ này về để mà ứng dụng vô cái công việc của mình bằng cách là xài chung với những pin ở nhà luôn nha. Thì dòng này anh em xài đĩa gọi 70 xin lỗi anh em là 85mm nha. Đó, nó tặng cho mình một cái đĩa đây. Đĩa này đĩa để anh em cắt gỗ. À, với 85mm thì anh em có thể cắt đến 27 độ dày là 27mm luôn. Đối với những cái gỗ mỏng mỏng như pallet anh em có thể làm đồ này làm kia là rất là tiện dụng nha. Để sẽ quay ra lấy ra anh em xem. Đây, về body về thân nó như này. Đó. Rất là nhỏ gọn luôn. Đặc biệt là khi mà anh em xài thì dòng này xài pin nha, anh em xài pin nha, mình chỉ cần việc là bỏ pin vô mình cắt thôi. Đó, đây thì sẽ gắn phía sau như thế này đó anh em thấy không, mình hãy nhìn sơ nha để cho mình đã nha. Còn anh em là ở gần cửa hàng thì mọi anh em đến cửa hàng coi cho đã hơn nha. Đó anh em thấy thì về thiết kế cái dòng này khi mà anh em cắt thì mình sẽ đè cái cỏi đây và mình nắm nút thôi. À, nó sẽ như thế này đó, mình kéo nè cái cỏi này xuống nè, anh em thấy cái tay chiếc nè cho mình lại nè nó sẽ quay. Đó. Ngoài ra khi anh em gọi là khi mà mình nhấn cái cò này là anh em thấy cái chế độ mở nó sẽ hiện, nó sẽ sử dụng được, anh em sẽ dùng để ấn xuống nè, dùng ấn mình cắt thì nó sẽ hoạt động như này ha. Còn mà khi mà anh em xài mà anh em không ấn cái cò nhỏ màu đỏ này mà anh em bấm nút thì nó sẽ không có chạy được đó anh em ha. Đó mình gạt cái cò này bấm nút thì nó mới chạy đó. À, cho anh em nhìn sơ sơ mình có thể hình dung rõ ha. Và anh em nào mà chưa có biết về sản phẩm này nhiều thì anh em có thể là lên trang thích làm một và Star 1 anh em coi lại những cái clip đã review chi tiết cho anh em xem ha. Đó về sản phẩm thì anh em có thể ứng dụng cho những công việc mình cắt gỗ rồi mình cắt những cái khu vực nào mà khó, anh em có thể ứng dụng là cắt chính giữa luôn. Ví dụ như anh em để ở đây anh em chơi cái hình vuông đi thì anh em đâu cắt những cái máy khác được, anh em sẽ dùng cái này nhỏ này anh em đẩy lên từ từ rồi mình cắt ra cái hình vuông gì đó. Đó. Mình có thể cắt dù ứng dụng như công việc cắt những cái trên cao gì đó đều được hết. Còn những anh em nào làm bên đồ mà gia đình hoặc là đồ những cái đồ mà dày mỏng mỏng như pallet rồi anh em có thể ứng dụng cái này để cắt luôn. Đặc biệt là mấy chị đó có thể ứng dụng cái này với cái hình thức là nhỏ gọn dễ xài, đó, xài pin an toàn luôn nha. Đĩa là 85mm nha anh em, bên store có bán đĩa luôn nha. Ở dòng này là 20W anh em ha, số vòng quay của nó là 2500 vòng trên 1 phút. À, đó hãng WS mình xem sao nha. Rồi bộ sản phẩm này bao nhiêu anh Sự ơi, bộ sản phẩm bao nhiêu vậy? Rồi đang giá bán là 2.785.000.
À, chỉ 785.000 nha anh em, mình có thể nhìn sơ lại cái thiết kế nó như này. Này chưa gắn pin nè. Đó, trên 16 là e là không có nguyên bộ nha. Đó, anh em thấy cái bộ này như thế nào, anh em nào mà sở hữu rồi anh em có để comment cái bình luận đánh giá dưới cho anh em khác biết nha. Đó, anh em báo lại giá máy cho anh em đi kiếm hai. Rồi cái con máy cưa để dùng riêng của Chiến đang cầm hay anh em đang có giá bán là 2 triệu. Đó, 785.000 đây, cái mã số máy đây, anh em mới gõ lên gõ mã số này WS527 hai trên website sau mặt dấu ô tìm kiếm chỗ này nè. Ha, sẽ ra được cái thông tin cái máy, anh em nhấn cái nút mua hàng ở đây, đặt hàng. Đó, còn sau đó mình sẽ nhập thông tin địa chỉ nhận hàng là bên store là mập. Em sẽ giao hàng tới nhà cho mình luôn. Đó, giao tới vườn cho anh em luôn. Anh em đừng quên mình là bên gọi là áp cái mã giảm giá vô, bên giảm giá ship vô nha anh em ha. Cái mã là gì nào? Cảm ơn tình yêu dành cho anh em đã từng mua hàng tại website store là mập rồi. Cảm ơn tình yêu nha. Đó, viết liền không giấu, sẽ được giảm tối đa là 50.000 cho đơn hàng từ 1 triệu trở lên. Đó, với anh em một cái máy này là quá dư sức luôn rồi đó. Đây, tiếp theo. Rồi, mình có bình luận có anh em là còn hỗ trợ gì nữa nha. Rồi, bình luận cho anh em đi ha. Rồi, anh em nhớ để lại bình luận liền giùm sự nha. Đó là tham gia trò chơi mini game ngày hôm nay. Đó là để lại số điện thoại nha. Số điện thoại của mình gạch ngang cái ba con số sẽ dự đoán. Một lát mình sẽ báo là kết quả cho. Anh Minh Quỳnh là cái con boss 16RE. Con này không có nguyên set anh nha, nó chỉ có là cái thân máy rồi anh nha, có chỉ một cái máy thôi anh nha, không có nguyên set phụ kiện trong đó. Nếu anh mua phụ kiện thì chỉ có con 13RE thì có phụ kiện anh nha, có nguyên set phụ kiện. Còn 16RE là không có nguyên set anh nha, hãng không có luôn anh nha, hãng không có sản xuất cái con 16RE mà nguyên set. Đây. Anh Phong Tôn thì anh Phong Tôn này anh bình luận cho đúng cú pháp cho em, số điện thoại nè gạch ngang nè, ba con số mình sẽ dự đoán. Anh Nghĩa Trần cũng vậy, số điện thoại gạch ngang ba con số mình sẽ dự đoán anh nha. Rồi hiện tại chương trình mình đang giờ này chỉ còn khoảng 20 phút nữa thôi là bên em sẽ cào cái tem đó ra, để xem anh nào sẽ là người may mắn nhất trong buổi tối ngày hôm nay sẽ nhận được cái bộ quà thật, cái phần quà thật, quà tặng đó chính là một cái bộ mũi khoan bắt nhất của ảnh của hãng Black and Decker. À, cực kỳ top luôn, một mũi khoan mũi bắt nhất luôn, 23 chi tiết trong đây. Và chương trình sắp kết thúc rồi đó, anh em nhanh tay bình luận liền, để lại số điện thoại gạch ngang ba con số mình sẽ dự đoán nha. Anh em nào mà bình luận đúng cú pháp bên em và khi mà em cào ra trúng cái con số đó luôn á thì đúng cú pháp bên em mới trao quà nha. Không có là em sẽ lấy anh gần tưng gần đúng ha, trong khoảng cách lệch nhau vòng tối đa là 10 số ha. Rồi tiếp theo mình quay lại cho lại chương trình. Hello anh Lê Hòa, 10 triệu mua máy khoan pin điện quát con nào xịn anh? Trời, 10 triệu anh mua nguyên một cái combo luôn anh ơi, hai con máy là một con máy khoan một khối bắt dít luôn anh nha. Đó, đó rồi để show web luôn sạch liền cho anh luôn, đó rất là nhiều con luôn. DCK DCK 2 9 mấy quên rồi. Đây quá trời bộ luôn anh nha. Đây con DCK này 266B2 là giá là 9.457.000. Đây mình nên chọn con này xài ngon nè anh em, cực kỳ im luôn nè, con này xài đã hơn. Đó là 10.403.000. Đây, một con này là một con 996 và một con 887 nha. Pin đó là bộ này pin 4A. Bộ này pin 4A gồm hai cục pin 4A anh nha. Đây mã số đó là DCK299M2. Đó, một bộ sẽ gồm hai cái con máy, đó là con 996, hai con khủng nhất hiện tại luôn, có dòng điều quát luôn rồi đó. 996 và một con 887 để dẫn dích. Anh nếu mà anh cần thắc mắc thì em có thể cho anh xin số điện thoại, em sẽ gọi lại tư vấn cho anh liền trong lúc này luôn nha anh ha. Rồi, để cho anh rõ hơn nếu nhu cầu của anh chưa đúng như lắm nha. Còn về mức giá 10 triệu anh có rồi là rất là đã. Rất luôn. Là nhiều cái option để mà lựa chọn nhưng mà option con đó là phù hợp nhất cho mình anh ha, xài ngon nhất luôn. Đó, anh Lê Hòa, anh cần tư vấn nhiều hơn anh để lại số điện thoại bên em, mình sẽ có nhân viên gọi liền với anh luôn, hỗ trợ cho mình liền, tư vấn liền con đó.
Đây, tiếp theo đi, mình còn gì nữa ha? Còn mấy món trên đây giới thiệu cho anh em luôn. Rồi, tiếp theo là một cây vít đầu BH3. Đó, nãy vô H1, đầu tam giác có nè, đầu BH2 có rồi, bây giờ tới cây đầu BH3. Đầu to hơn xíu nha, dành cho anh em nhận những gốc to bự hơi. Rồi, con này giá là 169.000, liền nói liền cái giá liền. 169.000 cho con này. Hàng này là của hãng Wessel. Đây, hãng Wessel nha anh em. Hàng sản xuất tại Nhật Bản luôn. Giá là 169.000 đầu đầu BH3 ở trên này, cái đầu nó bọc kim cương siêu cứng cho mình luôn á. Dặn bao dặn luôn, bằng siêu cứng luôn. Ha, cho này khúc này là bằng thép, mạ chrome luôn. Khúc trên là bằng kim cương, đầu kim cương. Nó cực kỳ cứng luôn. Anh em cần sử dụng lực nhiều quá dặn những thiết bị, những con ốc to cứng. Hay những con ốc trên máy đâu á, sử dụng cây này cực kỳ đã luôn nha anh em. Giá chỉ có 169.000, 169.000 cho cái này. Rồi hồi nãy cây này giới thiệu cho Chiến, cây Wessel. Còn tiếp theo là một cây bự hơn nữa. Đó. Cái thằng nó bự rồi chứ đầu nó là vẫn đầu BH3 chứ. Cái thằng nó to vậy thôi. Cán nó bọc cao su nhựa mềm im bóp đã tay lắm, mềm. Rồi, cây này giá nó cao hơn xíu, 235.000. 235.000 cái đầu BH3, chiều dài nó là 150. Hai cái chiều dài thằng kia vít này 150 nha anh em. Đây, chiều dài từ đây lên đây. Là 150. Đầu nó BH3. Giá của nó là 235.000, 235.000 cho cây vít này. Còn cây vít ngắn hơn. Cây này thì giá nó cũng 150 luôn. Giá nó là 169.000, chiều dài nó là 150. À, có hai option cho anh em lựa chọn ha. Rồi. Bỏ qua luôn. Anh em lấy cái nào á, bình luận dưới ha. Thì hoặc là anh em trực tiếp mua cho online trên website storelamoc.vn á. Trong buổi tối ngày hôm nay, đối với anh em đã từng mua hàng rồi á, thì nhập cái mã cảm ơn tình yêu, mình sẽ giảm được tối đa là 50.000 reship cho anh em. À, đối với đơn hàng từ 1 triệu trở lên. Trời ơi, anh em hồi nãy giờ mình xem cuộc nhiều rồi, bây giờ là tới những dòng máy nha anh em ha. Đặc biệt là đối với những anh em mà đang cần những cái máy mài gốc mà pin, và đặc biệt là hãng The World nha anh em ha. The World thì Chiến sẽ lấy một bộ đầy đủ, gọi là nguyên một bộ luôn nha, combo luôn để mình sắm về xài luôn nha. Đối với cái mã sản phẩm là DCG405M2. Đó, nhà anh sự sạch giá giùm nha, tại vì mới về chưa dán giá cho anh em xem luôn nha. DCG đúng không? Ở DCG405 nha anh em. DCG405 M2. Ở anh em thấy đây. Đối với những anh em nào đang cần cái bộ máy mài gốc này, anh em có thể tham khảo về xài nha. Thì Chính sẽ quay gần cho anh em xem cái bộ sản phẩm này sẽ có gì trong đó, và mình sẽ biết mức giá bao nhiêu để mình mua nha. Wow, cái thùng chất lượng ha. Cái vali, những dòng hàng của The World hay có những vali như này rất là chắc, rất là tốt nha. Và khi mở ra anh em thấy nè, sẽ sử dụng và những cái phiếu bảo hành đi kèm lúc nào cũng có nha. Và hai cục pin 4A để cho anh em thấy nha. Đó, những cái dòng này đa số là lô là 2020 không nha anh em ha. Mình có thể kiểm tra luôn, nếu mà anh em nào mà soi kỹ quá mình có thể biết luôn này nha. 2020. Và đây là thân máy, một cái thân máy mài gốc, động cơ không chỗ than luôn, led luôn nha anh em ha. Đó, anh em thấy. Đối với những dòng máy không chỗ than thì anh em xài sẽ thời gian sử dụng nó lâu hơn bình thường nha, lâu hơn những dòng máy có chỗ than. Và em này xài đĩa 100mm nha anh em ha. Đó, đĩa rất là thông dụng, mình dễ dàng làm những công việc liên quan tới công việc của mình. Đó, anh em hãy nhìn sơ qua cái hồ này ở đây. Đó. Thì phía dưới nó vẫn là những cái thiết kế quen thuộc, đó là những cái đồ hai cái bên tản nhiệt anh em thấy. Đó. Phía trên này mình chưa gắn cái bảo hộ vô, thì anh em sẽ thấy cái cà te đây nè. Đó, mình sẽ gắn vô như này. Và đi kèm là cục sạc 1DCB115. Đó, anh em thấy trong cái bộ sản phẩm của mình. Và cái tay cầm và cái đồ để mở khóa lưỡi. Đó. Về thông số của máy thì anh em có thể nhìn sơ qua là nó sẽ làm số vòng quay của nó là 9.000 vòng trên 1 phút nha anh em ha. 9.000 vòng trên 1 phút. Đó, cái này nó xài cốt nhỏ nè anh em thấy. Cốt nhỏ. M10 nha. Đó. Thì dòng này khi mà anh em mua thì anh em sẽ xài chung được với những cái dòng pin 18 và 20V của The World luôn. Đó. Mình sẽ xài chung cái hệ sinh thái nó rất là tốt. Giả dụ như anh em mà có sản phẩm của The World ở nhà rồi, anh em có dư pin thì anh em chỉ cần mua cái thân đó thôi, với mã sản phẩm là DCG405N. Còn anh em mà chưa có gì thì anh em có thể tham khảo bộ này, mua bộ này. Và có nhu cầu nữa mình mua thêm những cái thân máy giống như máy phan bắt vít hay là máy bắt vít rồi máy bu lông gì đó, anh em xài chung vẫn được nha.
đối với anh em mà thích hàng của thương hiệu Mỹ, nhìn nó hầm hố và cứng cáp và đẹp như này, mình thấy nhìn sơ qua rất là đẹp luôn, không còn chỗ mà gọi là chê luôn, không biết chê gì luôn nè. Đó anh em thấy bảo sản phẩm này bao nhiêu anh Sự ơi, để báo giá cho anh em biết luôn anh Sự ơi. Thì anh em thấy khi anh em mua sẽ có nguyên bộ như này, mua về là chỉ xài thôi. Hoặc là nếu anh em cắt cái gì đó thì anh em mua lưỡi tương ứng mình gắn vô. Chưa có giá. Đó. Anh em thấy ha, DCG 405. Chưa có giá, bộ sản phẩm này thì bên hãng mới giao qua chuyển hệ cho anh em luôn, vậy chưa có giá trên hệ thống nha anh em ha. Chuyển sẽ đợi chút xíu sẽ báo lại cho anh em nếu mà có giá cập nhật rồi. Rồi anh em nào lấy bộ đó để lại số điện thoại đi ship gọi báo giá liền luôn. Đó anh em nào có nhu cầu lấy bộ này anh em có thể là để số điện thoại luôn nha anh em ha. Ngoài ra anh em có thể thích, anh em mà thích cái thân á, thân rời thì vẫn có thân rời bán lẻ nha anh em ha. Thân rời đang được giảm giá luôn á. Đó cái thân rời vẫn có bán lẻ nha. Cái thân rời đang giảm giá cho anh em nè. Còn 2.650. À, nếu mà anh em có pin rồi thì mình có thể mua thân rồi nha anh em, để tiết kiệm chi phí của mình nha. Còn anh em nào chưa có pin thì mình có thể tham khảo mua bộ này luôn. Đó. Với cái mã là DCG405M2. Chút chiếc sẽ báo giá lại cho anh em biết nha. Dòng này nó mới về hãng, nó mới nhập về bộ đầy đủ, bởi vì giá chưa báo được anh em luôn nha. Rồi một chút chiếc báo lại cho anh em biết nha, anh em thông cảm nha. Và sản phẩm đã có thân rời, nếu anh em thích thân rời mình có thể lên trang web store1.vn anh em gọi là DCG405N là sẽ thấy cái thân rời. Đó, đây show cho anh em thấy cùng coi luôn nè. Đây cái mã số con thân máy. Con máy mài cầm tay, Chiến vừa mới giới thiệu cho anh em á. DCG405N gạch ngang KR là cái thân máy nha. Đang có giá gian có giá bán là 2.650.000 là đang được giảm luôn nha anh em. Đang được giảm 7% cho anh em luôn rồi đó. Anh em nào nhà sạc có sẵn pin rồi, có một số dòng pin 18V, 20V của hãng Dewatt thì mình có thể sử dụng nó luôn. Mua về hệ trung pin. Quá trời rẻ luôn, đang được giảm giá nữa nha anh em. Còn anh em nào lấy con máy thì đặt trực tiếp trong website luôn, nhấn vô cái nút mua hàng trên nút đây ha, mua hàng liền luôn nha. Nhiêu anh? Giá cũ là 6. Cái còn DCG405 DCG405M2 nha anh em ha. 6270 giảm rồi còn nhiêu anh? 5750 giảm nhiêu? 520k rồi. Rồi cái bộ máy mài. Đây cái bộ máy mài Chiến Dường nhớ giới thiệu anh em á, DCR ha. DCG405 hiện tại đang có giá bán á là 6.270.000 và hiện tại đang Store 1 đang có chương trình giảm giá cho mình luôn á. Cái máy nó giảm cho mình đang có giá bán hiện còn cho 5.750.000. 5.750.000. Quá trời giờ giảm anh em tới 520.000 lận nha anh em. Giảm 520.000. Hiện tại đang có giá bán là 5.750.000, tính liền giá cho anh em, báo liền cho anh em luôn ha. Hàng nóng báo liền luôn. Rồi anh em nào mua để lại số điện thoại giùm em nha. Số điện thoại của mình ha. Con máy, mã số của máy đó là DCG405 và đang có giá bán được sau khi giảm đó là còn có 5.750.000 là đã giảm được 520.000 cho anh em rồi đó. Rồi tiếp theo, anh em đừng quên bình luận số điện thoại của mình và con số ba con số để dự đoán ha, cái chương trình là nhận được phần quà này. Lát mình sẽ số luôn á, chút xíu sẽ tới sắp tới giờ cào rồi. Nhận được cái bộ mũi khoan bắt dít của hãng Black & Decker. Anh Chí Chương nhớ để lên số điện thoại gạch ngang cái mã số mình đón anh nha. Anh lưu ý là chỉ áp dụng cho những anh em comment đúng cái cú pháp nha anh em ha. Mình tham gia vui vẻ nhưng mà có lực đàng hoàng nha anh em ha. Và đúng cái cú pháp như vậy nha, số điện thoại gạch dưới là kèm số may mắn của mình, ba số may mắn của mình nha. Rồi. Anh có cần sản phẩm gì anh em có thể comment phía dưới chứ hỗ trợ anh em liền luôn. Rồi. Anh hỏi ôi con máy mài gốc, ủa con máy cưa đĩa chạy pin của Dewatt có hàng luôn anh nha. Rồi anh để lại số điện thoại giúp em luôn, em sẽ hỗ trợ tư vấn mình liền luôn. Anh Trần Hoàng. Hai con máy sử dụng pin của Dewatt cưa đĩa. Rồi thì ở đây sẽ tiếp những cái tool nhỏ nhỏ cho anh em xem, có thể mình sẽ cần những cái bộ này nha anh em ha. Rồi để mua về xài luôn. Tiếp theo đó là giới thiệu cho anh em lập là một bộ đầu tiếp đến từ thương hiệu của Nhật Bản, đó là Makita. Đây một thương hiệu của Makita nha. Bộ đầu tiếp thì sử dụng đầu tiếp là 3/8 nha anh em, cho mình sẵn mình cái đầu khẩu cái đầu khẩu đây luôn.
Đây anh em sẽ đầu chuyển cho anh em luôn. Từ máy bắn vít sang 3/8. Đó, cái bộ này bộ 3/8. Nó vừa gồm các thông số là 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Quá wow, trời đầu luôn, 1, 2, 4, 6, 7, 8 cái đầu. Wow. 8 cái đầu khẩu 3/8. Đó, với các thông số sẽ vừa đọc ha. Ở đây đầu đen nha, để chuyên cho anh em chuyên bắn máy nha. Với chất liệu là CR gạch MO. Đó, siêu cứng nha anh em, sử dụng để bắn máy. Đó. Đây, anh em là có máy bắn vít đấy, mua này về sử dụng gắn vô máy bắn vít được luôn. À, ngoài con máy bù lông có sẵn ở nhà. À, rất là tiện nha. Giá nó thì chỉ có 359.000, siêu rẻ luôn. 359.000 cho bộ đầu đen này. À, với cái đầu tiếp xin nhắc lại ha. Cho những cái đầu khẩu trên đây á là 8 này, 10 này, 12 này, 13 này, 14, 15, 17, 18. À, 8 cái đầu và một cái đầu chuyển bù lông 3/8 từ máy bắn vít sang 3/8. Đầy đủ luôn. Những con số thông dụng mà anh em hay xài nhất luôn nha. À, rất là thông dụng cho mình luôn, giá chỉ 359.000. Đó, lấy liền để lại số điện thoại liền giùm em nha. Nhớ bộ đầu tiếp Makita 359.000, quá trời rẻ luôn nha anh em. Rồi, có tin vui cho anh em luôn, có tin vui cho anh em luôn nha. Đây là một cái dòng hàng của Hạnh Phúc. À, có luôn anh nha, đầu dài 1/2 của Makita có hàng luôn ha. Anh Điệp ơi. Anh mà bộ Makita có hàng 1/2 luôn anh nha. Anh để số điện thoại đi, số xíu các bạn gọi cho mình luôn anh Điệp. Rồi thì anh em có thể là comment phía dưới khi anh em thắc mắc gì và anh em cần hỏi gì nha, chị sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em. Đặc biệt là những anh em thích cái hãng OnePlus này, đó là dòng cưa đĩa cầm tay đã về rồi. À, anh em hãy đến đây coi tiếp và mua về xài luôn. Đặc biệt là anh em thích nguyên bộ sưu tập của hãng OnePlus. Đây là một cưa đĩa cầm tay, cưa đĩa cầm tay để anh em xài những công việc xẻ gỗ, xẻ nhựa, anh em ứng dụng vô nha. Dòng này là anh em thấy bao bì rất là to, dòng này là anh em sẽ sử dụng với cái dòng đĩa là 185, 190 hoặc 180 đều được nha. Chị sẽ mở ra cho anh em xem sơ ra trong bên trong sẽ có những gì. Và sau thì chị sẽ có những cái clip chi tiết hơn để cho anh em xem. Đợt này mới về thì cho anh em biết liền nha. Đây, chị mở ra cho mình coi nha. Đây, cho anh em biết liền khỏi bị chờ đợi luôn. Này mới về tới thầy luôn nha anh em, mới về thầy luôn, dòng cưa đĩa cầm tay của hãng của S, nó rất là to luôn. WS445. Em thấy đây nè. À. Về những thiết kế thì về bao bì bên trong thì sẽ có nghĩa cử như những dòng hàng khác và có đây là hút bụi. Đó, chị sẽ bỏ qua này đi, chúng ta vô chính luôn cho anh em xem cái máy luôn. Còn thì dòng này điểm sơ qua cái khả năng nó là anh em có thể cắt góc ở góc 90 độ đến 66mm và anh em nghiêng 45 độ là đến khoảng 47mm. Anh em phải cắt nghiêng 45 độ với cái đường cắt là khoảng 47mm. À, anh em hai độ dày cho nó. Về thiết kế thì mình nhìn sao con cái. Chị sẽ quay gần cho anh em xem nha. Quay gần cho anh em xem. Thì hãng công bố với mình là cái dòng này có thể là cắt dùng lưỡi đến 190mm luôn. Anh em có thể ứng dụng vô những cái lưỡi. Con này chưa có giá. Không sao, cái này cho anh em xem trước được. Đó, anh em thấy ha. Sản phẩm là cưa đĩa cầm tay của hãng BOS. Anh em thấy một công suất là 1600W. 1600W nha anh em ha. Giờ vậy nhìn cái thiết kế nó rất là hầm hố. Đặc biệt là cái mâm đĩa nó, chính anh em thấy rất là thích cái mâm đĩa này. Cái đế này anh em thấy nó rất là mỏng. Nó mỏng nhưng phải nhìn nó mỏng dánh nha anh em ha. Nó mỏng là dạng thiết kế là một tấm mỏng thôi. Tấm không có điểm gầu ghề đó, mình sẽ cầm khi mình để lên mặt phẳng, mình đẩy mình cảm thấy nó rất là ôm cái miếng gỗ của mình, cảm thấy nó không bị bấp bênh hay lòi lõm chỗ nào lên hết anh em thấy không? Như này cái miếng này dày khoảng là 4 ly 5 ly anh em ha. Đó, mình sẽ nhìn qua nè. Về thiết kế thì vẫn là những cái kiểu tay cầm giống như những cái dòng hàng của The World hoặc là của thằng Stanley ha. Với cái màu nhấn chủ đạo là tay cầm màu đen anh em thấy không? Và đặc biệt là nó sẽ trang bị cho mình một cái đường, một cái đèn tia laser để anh em có thể là thấy cái đường cắt của mình như thế nào. Nó sẽ nằm trên đây, đây nè, và công tắc nằm ở trên đây, ở phía trên cái tay cầm như này. Mình thấy sản phẩm này mới về đó, bây giờ Chiến sẽ cho anh em xem trước luôn. Những anh em đang xem livestream thì anh em sẽ biết trước cái dòng này, em có thể chạy đến đây mua về liền luôn nha. Số lượng thì về cũng mới về vậy, hàng nó cũng ít nha anh em ha. Và về công suất thì hãng công bố cho mình là 1600W, số vòng nó cũng là nằm ở khoảng 5000 vòng trên 1 phút và xài đĩa là 190mm, xài điện 220 nha anh em ha. Về thao tác thì anh em có thể làm nghiêng góc 45 độ và nâng lưỡi cao thấp đều được hết nha anh em ha.
À đây thiết kế đây. Phía sau vẫn là một cái đầu bể mình mở lưỡi. À, khi anh em mua thì được tặng một cái lưỡi đi kèm của hãng luôn, có logo của hãng luôn nè. Ở như này. Và giá sản phẩm thì có giá không anh Sửa? Sản phẩm này tại vì mới về và chưa giá anh em ạ. Rồi anh em nào quan tâm mấy con máy cơ đĩa này. Rồi anh em để lại số điện thoại liền nha. Số điện thoại đây. Rồi đây số điện thoại có giá em báo liền cho mình luôn. Anh em chắc trong ngày sáng mai là có báo giá liền cho anh em luôn á. Tại con này mới về hàng luôn, mới về cái ben luôn. Rồi tiếp em tiếp đây. Rồi cái chương trình mini game dần dần kết thúc nha. Anh em nhanh tay kiểm tra lại mình bình luận có đúng cú pháp chưa. Đó là số điện thoại gạch ngang ba con số mình sẽ giữ đó. Hai chương trình sắp kết thúc rồi, anh em kiểm tra lại lần nữa. Comment có bình luận đúng hay chưa, đúng cú pháp chưa? Cú pháp là số điện thoại gạch ngang ba con số mình sẽ giữ đó. Hai, mình sắp kết thúc rồi đấy, anh em nhanh tay, anh em nào chưa bình luận thì bình luận liền. Đó. Hoặc là chia sẻ cái livestream này cho các anh em bạn bè ha, để có dự đoán cái cùng chung với mình ha, tham gia cái trò chơi mini game này. Cái sắp kết thúc rồi nha, chuẩn bị cào cái này nha, anh em nhanh tay nha, cho anh em thời gian để kiểm tra lại lần nữa. Hoặc là chia sẻ cái livestream này cho anh em bạn bè cùng nhau tham gia chương trình. Rồi đây chỉ còn một vài món nữa cho anh em biết luôn này, những cái đèn pin rất là hot luôn, rất là nhiều người xài. Một cái đèn đội đầu cực kỳ đẹp luôn. Chỉ được lấy lên cái đèn này vì sao, vì nó thích nó quá, nó đã quá anh em ơi. Bây giờ chỉ cho anh em xem sơ qua và cho em đường xem gần luôn. Đây đèn pin đội đầu, những anh em nào đang ở dưới những cái vùng nông thôn ha, những cái công việc nào anh em đi đêm anh em đội lên thì anh em sẽ thấy những cái dòng đèn pin này rất là phổ biến. Đặc biệt là dòng này nó rất là nhỏ gọn nha anh em thấy không, rất là nhỏ gọn. Mình đội lên như này rất là gọi là nó nhỏ gọn luôn đó. Nó thì rất là tiện dụng cho mình, không có vướng chiếu anh ha. Đúng rồi đó. Cái điều đặc biệt xíu là mình không cần đụng nó mà vẫn điều khiển được cái đèn đó. Cái điều này đặc biệt nhất. Và giá bao nhiêu? Chỉ có 329.000 thôi, bảo hành được tới 12 tháng Yeah. Và chính sẽ test sơ sơ cho anh em xem cái chức năng đặc biệt nó. Giả dụ như ban đêm anh em mở chế độ cảm biến lên đó, là đèn xanh sẽ sáng lên đây. Rồi anh em mang lên đây thử luôn đi, đợi anh em chỉ không cần phải bật công tắc nữa, anh em chỉ cần vơ tay cái đó, đó nó sẽ sáng lên liền. Giả dụ trường hợp ban đêm mà anh em nghe tiếng rục rịch gì á, anh em đổi này lên, anh em đứng đây cách xa cái người đó, cái gỗ đó khoảng 1 mét 2 mét gì đó, anh em vơ cái đèn lên một cái là cái đèn nó bắn vô cái người đó, người đó sẽ chói cái mắt luôn đó. Mình sẽ biết người đó đang là người nào hay là những cái gì đó mình kiểm tra đó. Anh em có thể ứng dụng vô được luôn nha. Ngoài ra anh em sẽ có thêm những cái chức năng như là đổi chế độ đèn. Mình có thể đổi qua cái chế độ là sáng bình thường, rồi sáng lu mờ, rồi có thể là chớp. Hoặc là có thể là anh em có thể là mở cái đèn đỏ thôi nè. Đó, anh em thấy đèn đỏ là để mình ban đêm mình chạy xe hay gì đó, xe đạp gì đó. Xe đạp sử dụng ha, sử dụng cái này, còn một cái đèn nữa nè. Thì anh em thấy là cái chức năng nó rất là nhiều, với mức giá 329.000 và rất là nhiều anh em xài rồi. Đó, anh em yên tâm sử dụng luôn, bảo hành tới 12 tháng nè. Mình sẽ đổi lên về luôn. Và mình mở chế độ cảm biến lên, mình vuốt cái tay cái là nó sáng lên ha anh em ha. Độ sáng nó đến là bao nhiêu lumen? 240 lumen nha anh em, 240 lumen. 240 lumen. Đó, ngay những tháng mùa mưa này nè, anh em ở trong thôn á, dưới quê á, mua này về đi xoay ớt, xoay nhái gì đó rất là tiện luôn. Còn anh em ở mấy vùng biển á, mua này về ban đêm đi đánh cá, đánh lừa ha, dần cầu dần lưới gì đó, rất là tiện cho mình nha. Dành mấy thời gian quay gần cho anh em xem. Đây. Cái này này, nó sản phẩm như này. Và có hai nút trên đây, khi anh em bật lên đây trái mình lại là chính năng chế độ cảm biến. Có đèn xanh nè, mình giúp cái là nó tắt, giúp cái là nó mở. Anh em thấy không? Rất là tiện lợi. Và sản phẩm này là 329.000 nha anh em, 329.000 nha. Bảo hành kỹ thuật tới 12 tháng luôn nha anh em ha. Đó, anh em có thể là đến đây mua trực tiếp, hoặc là anh em có ở xa thì mình đặt hàng, mình giao hàng tận nơi cho mình nha, với giá là 329.000. Đó. Thì đây sẵn đây. Cho anh em xem lại là có dây sạc cho mình luôn nha, mình ghim cho mình sạc giống như điện sạc điện thoại đó, phía dưới đó có chỗ ghim nè. Đó. Giá 329.000 nha anh em, 329.000. Sẵn đây chỉ giới thiệu cho anh em thêm một cái dòng là đèn pin cầm tay luôn. Dòng này thật sự là rất là hot luôn, nhiều người xài quá, chứ anh em chưa biết cho anh biết, chứ mà không biết thì thòi cho anh em quá. Đây là một sản phẩm của hãng luôn, A và TK luôn nè. Đây là một cái đèn pin cầm tay, nhưng mà chức năng nó còn nhiều hơn cái đèn pin cầm tay nữa. Như anh em có thể là treo lên, hoặc là hít vô cái vị trí nào bằng kim loại để mình xài, hoặc là anh em làm cái đèn để bàn để mình đọc sách, hay là những cái việc nào mà liên quan. Đó, mình sẽ mở cái chế độ, giả dụ như chế độ bình thường thì anh em sẽ cầm như cái đèn pin bình thường nè.
đó, mình xếp lại nha. Rồi mình mở lên thì nó sẽ ra một cái đèn pin bình thường để mình gọi nha. Cái đèn pin này khi mà đọc sáng ở chế độ này là 140 lumen. Ngoài ra anh em có thể là gấp nó ra thành một cái đèn để bàn hoặc đèn cầm tay so diện rộng, anh em sẽ bật chế độ 2. Chế độ 2 anh em thấy khi mình mở lên nó rất là sáng, ở mức độ đến là 450 lumen nha anh em ha, 450 lumen. Và thời gian sử dụng nó khi anh em mở ra chế độ cao này là sẽ sử dụng khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Còn anh em mở chế độ thấp thì thời gian nó lên là khoảng 5 tiếng nha anh em ha. Đó. Rồi anh em thấy đây. Cái này mình sẽ gặp lại. Đó. Nhiều anh em đã đến đây tìm sản phẩm này, bây giờ nó về hàng nha anh em ha. Anh em có thể đến đây mua về xài nha. Đó, còn anh em nào mà chưa biết có thể đến đây tham khảo luôn. Đó, mua về xài, bỏ vô cốp xe và đi phượt đi lộ các kiểu rất là gọn nha. Bỏ vô ba lô rồi đó. Đó, đẹp hoặc là cho người lớn ở nhà gọi so rồi cũng rất là tiện. Đó. Giá nó là 485.000 nha anh em, 485.000. Vẫn là cái chui sạc micro USB nè. Anh em thấy không? Giá là 485.000 nha anh em, vẫn được hỗ trợ bảo hành kỹ thuật tới 12 tháng luôn. Đó. Ngoài ra sẽ còn một cái bộ sản phẩm cầm tay 14 chi tiết của hãng Stanley luôn nha anh em ha. Bộ này anh em thấy có những cái dao dũa rồi cái cưa nhỏ trên đây. Có hình minh họa nè, dao dũa và cưa nhỏ. Phía đây sẽ có những cái đầu vít anh em dặn nè. Đó. Phía sau sẽ cho mình những cái đầu khẩu tương ứng những con số giống như là số 8, 9, 10, 11 rồi đó. Anh em thấy 4 con nè. Ngoài ra có thêm một bộ có vít ở phía trong nữa để mình có thể bắt vít lục giác rồi bông sao các kiểu nè. Đầy đủ luôn. Bộ sản phẩm này 338.000 nha anh em, 338.000 của hãng Stanley. Phía sau có thông tin cho mình biết là mình có những cái đồ gì trong đó nha. Đó, anh em thấy. Bộ này thì anh em sẽ gấp gọn lại mình bỏ vô ba lô, mình bỏ vô cốp xe, mình bỏ vô cái vali đồ của mình đều được nha. Với mức giá là 338.000, anh em thấy không? Ở 14 chi tiết đó. Đó rồi anh em có thể sạc lại sản phẩm là 70-695-23C nha. Đó, đều có mặt trên web anh em có thể là coi. Rồi đâu rồi chuyển cam nào. Cái chương trình mini game chúng mình sẽ kết thúc nha anh em. Anh đổ chung còn men lại giùm em xe của anh em, chuẩn bị đóng bình luận nha anh em. Nhanh ra nha. Anh đổ chung là mình còn men sai cú pháp nha anh nha. Mình để bình luận là số điện thoại gạch ngang cái mã số mình dự đoán nha anh Trung ơi. Rồi anh Đỗ Trung ơi, bên em chuẩn bị đóng bình luận nha. Đóng bình luận nha, mấy giờ rồi anh, mấy giờ rồi? Thôi cho anh em thêm 2 phút nữa đi đóng bình luận là bắt đầu. Cào số nha anh em ơi. Rồi công bố kết quả, anh em nào sẽ là người may mắn trúng được cái giải thưởng đó là một cái bộ mũi khoan bắt dít của hãng Black & Decker. Rồi, chú ý là bộ này, sản phẩm này trong lúc vận chuyển và trong lúc sắp xếp hàng hóa là bị rơi mất ít 2 cái đầu vít nhỏ nhỏ lên nha. Đó, cái bộ này sẽ bị rơi hết 2 cái đầu vít trừ, 2 đầu vít, 2 là 2 đầu trừ nhỏ siêu siêu như này. À, do bị gơ nên là tặng anh em luôn, không phải bán nữa, tặng luôn. À, trong chương trình hôm nay. Rồi anh em lưu ý nha, lúc nãy đóng bình luận nha, tính tới từ lúc bố đóng bình luận và sẽ bắt đầu tiến hành cào số nha anh em ha. Cào cái số này ra, coi anh em là sẽ là người may mắn nhất trong buổi tối ngày hôm nay sẽ nhận được cái phần quà này. À, rồi, chuẩn bị đếm nha. Chuẩn bị nha anh em. 10 giây cuối đóng bình luận nha anh em ha, đóng bình luận nha. Chuẩn bị cào này nha anh em ơi. Rồi anh em nào mà chưa bình luận thì bình luận là để lại cái bình luận của mình này, số điện thoại gạch ngang ba con số mình sẽ dự đoán ha. Rồi sẽ nhắc lại cái chương trình luôn ha, cú pháp đúng đó là số điện thoại của mình, bình luận nha, số điện thoại của mình gạch ngang hoặc là bình luận của mình gạch ngang hoặc là khoảng trắng gì đó, tiếp theo là ba con số mình sẽ dự đoán trong một cái bình luận ha, ba con số mình sẽ dự đoán, lát mình sẽ cạo cái tem này ra cho anh em nào mà hợp lệ. Thì con số dự đoán này á cho cái độ sai lệch nó là tối đa là 10 số. 10 anh em, 10. Đó, anh Khang Bùi là mẹ bình luận có số điện thoại giùm em nha anh Khang Bùi ơi. Số điện thoại gạch ngang ba con số mình sẽ dự đoán nha anh. Rồi. Trên lệch tối đa là 10 con số. Ví dụ nha, xin cào này ra mã số đó là 250. Như anh em nào mà đoán đúng số 250 á thì quá ok rồi, còn ví dụ anh em nào đoán gần chính xác, ví dụ như là 251 252 253 54 tới 260 vẫn là hợp lệ ha. Nếu mà lọt qua tới 261 coi như không hợp lệ, nó quá 10 con số rồi nha. Đấy, chuẩn bị nha. Rồi bắt đầu chương trình web đếm từ 1 tới 10 nha. Còn anh Hoàng đúng Hoàng Thịnh Lê, anh Lê Hoàng Thịnh này, anh Khang Bùi này, bình luận cho chính xác giúp em nghe, em chuẩn bị đóng comment đó nha. Số điện thoại khoảng cách dưới và số điện thoại gạch ngang ba số sẽ dự đoán, em chuẩn bị cào nha, chuẩn bị đóng bình luận nha, em tính thời gian luôn á.
Rồi em cho một phút nữa nha. Tới 21:08 là bắt đầu dừng bình luận nha. Rồi, chuẩn bị chào nha anh em. 21:08 sẽ đóng bình luận nha anh em. Mình sẽ cào ba con số này ra. Đó anh em có mình nhận nó nha, mình nhận nó nha, và cái độ chênh lệch là 10 nha anh em. Tối ra. Nếu mà anh em nào mà không may mắn trong buổi tối ngày hôm nay á, đó không chính xác này á, lệch quá 10 số á, thì sự để dành cái bộ này lại đó. Thứ tư tuần này mình bình luận tiếp như nào mình tặng được anh em cái bộ này mới thôi. Đó. Rồi tới 81 rồi, chuyển cam cào. Rồi, thông báo đóng bình luận và lúc đóng bình luận lại nha anh em ơi. 98 phút nha anh em. Bây giờ chuyển sẽ cho anh em xem cái mã. Rồi, cái mã chưa cào nha. Rồi, anh thấy đây. Để mày xuống đây nè, chưa cào. Anh thấy không? Đây cái mã này nè, sẽ có một lớp bạc cũ trên tay. Là bây giờ chuyển sẽ cào ra cho anh em xem. Rồi, cào ra mình sẽ coi ba số cuối nha. Bây giờ bắt đầu cào luôn nha. Ba số cuối nha, đóng luôn bình luận. Cào nè, cào nè, anh em thấy không? Đây giờ chuyển cào nè. Đây cào nè. Đó anh thấy à, cái lớp bạc sẽ bung ra rồi nè. Rồi lấy ba số cuối nào, số nhiều rồi, để mình đọc nha. Thôi quay cho anh em cùng xem con số nó luôn đi. Anh em thấy rõ không? Đây 978 nha anh em ha. Đây 978 rồi, nhà admin công bố dùm cái kết quả cho anh luôn nha. Đóng bình luận lại rồi, 978. Đó anh em thấy không? Bây giờ ba con số cuối 978 có anh em nào trúng chưa? Anh em là may mắn rồi. Đây là chín cào đó hết luôn nè. Nó sẽ là đây và số cuối đây. Chín cái tao. Đó, anh em thấy ba số cuối nha, ba số cuối cái đây, mã tem này nha. Rồi, xích gần xíu xuống. Rồi, ngay rồi đó. Cho nó zoom lấy nét cái nào. 978 thôi được rồi, reset vô. Rồi thấy rồi. Rồi mất rồi. 978. Rồi, được rồi. Quá trời là rõ luôn nha anh em ha. Rồi. Quay lại chương trình nào. Đó anh thấy cái tên nó được cào rồi và cái số đuôi là được công bố rồi. Rồi, ba con số cuối. 78. 978, 978 anh em nào có may mắn chưa? Anh em nào xem mình có lệch trong vòng 10 số chưa? 978. 978 nha anh em ha. 978. Rồi anh nào? Có 768 chưa đúng. 768 hả? Quá xa. Chưa đúng. 978. Rồi, chính anh... giờ là bình luận coi có anh em nào đón 97 cái mức số là có lệch gần đúng nhất của số 978 nha anh em ha. 978 nha anh em. Rồi anh em nào mà vừa đúng trong vòng khoảng cách trong vòng 3 lạch vòng 10 số, cho vòng 10 số nghe chủ con số 978. À, đúng cú pháp nha. 978. Cú pháp của mình là nãy mình nói mình giao kèo trước đó là số điện thoại gạch ngang ba con số mình sẽ dự đoán. À, anh em có dự đoán đúng chưa? Bình luận cái nào, chúc mừng anh nói cái nào. 978. Anh em ý là cái này thì vui là chính nha anh em ha. Tặng quà cho anh em là 10. Chuyên quà là 10, anh em nào lấy được quà đó là 11 luôn á anh. Thì bữa nay không được mình sẽ chơi làm sao anh em có thể mình sẽ gặp quà lại chơi cái to luôn anh Sáng Quang đâu đem coi cho nào. Rồi cảm ơn Sáng Quang nha, bên em sẽ kiểm tra lại nha anh ha. Đâu rồi anh Sáng Quang đi nhắc anh Sáng bữa hả mình đóng nhiệt độ phải không? Đóng nhiệt độ đúng rồi, để em kiểm tra lại nha anh Sáng Quang ơi, cảm ơn rất nhiều nha. Sáng Quang nó nhiệt độ hả? Rồi không mới cái kéo dễ ba cái kéo à. Cảm ơn Sáng Quang nha anh, bên em đã cập nhật số anh, có gì em sẽ kiểm tra lại và mai sẽ báo cho anh biết nha. Rồi cảm ơn Sáng Quang rất là nhiều đã phản hồi cho em biết. Sơ xuất quá rồi. Vậy là hôm nay có anh nào trúng không ta? Có anh Hồng đón 976 không có luôn. Cái này là qua rồi, qua thời gian này rồi. Hồi nãy mình khui lúc là cào ra là lúc 21:08 nên là sao khoảng thời gian đó mình không có tính nữa, mà trước thời gian nó mới tính thôi. Đúng rồi anh Sáng Quang ơi, thông cảm với anh nha, em nha anh Sáng Quang ơi, anh đã có hình như bữa hổm anh có trúng giải ba nè. Đúng rồi anh mới nhắc kéo anh Sáng Quang bữa hổm anh đón nhiệt độ đúng rồi Sáng Quang ơi, vậy bữa hổm anh ghi nốt đây là giải ba. Đúng rồi anh trúng giải ba, cây kéo cắt cành. Ờ Sáng Quang cho em số điện thoại lại chưa, để cho em báo như mình có số điện thoại chưa. Đây chưa thấy, đây là chưa thấy số điện thoại anh Sáng Quang. Anh Sáng Quang cho em xin lại số điện thoại nha anh, cho em xin lại số điện thoại gửi hàng cho mình nha. Do bà hẩm mà chưa thấy số điện thoại của anh Sáng Quang ơi, đó em có lưu anh gửi hàng cho hai anh rồi, anh Tài Lê và anh Phạm Gia Thuận Nguyễn đã gửi hàng quà tặng cho anh hai anh rồi. Rồi anh Sáng Quang để số điện thoại cho bên em đi, em mới liên hệ tặng quà mình được anh nha. Anh bình luận không có số điện thoại là em không biết được tặng quà cho mình đâu, không liên hệ được. Đó bà hẩm anh Sáng Quang cho lại số điện thoại nha anh Sáng Quang ơi.
Rồi cuối cùng là quà, rồi sẽ công bố lại cái phần quà này cuối cùng không có anh em nào đón trúng, mình sẽ dời phần quà tiếp tục cho thứ tư tuần này. Rồi thì nên lưu ý là cái chương trình mình đón lúc 8:20. Anh Nguyễn Hồng đẹp rồi, để kiểm tra lên liền luôn nè, xem liền tại đây luôn. Anh Sáng Quang ơi, mình bình luận trên YouTube thì mình chấm giữa số điện thoại mình giùm em nha. Ví dụ 098 chấm một cái gì đó rồi điền tiếp cái số điện thoại phía sau anh nha. Quà của anh vẫn còn đây nha anh, để chỉ cần anh đưa số điện thoại thì em sẽ đã xác nhận và gửi hàng. Rồi anh Nguyễn Hồng đẹp, để kiểm tra liền cho Nguyễn Hồng đẹp nha. Anh comment lúc mấy giờ? 8 giờ anh hả? Rồi để em kéo liền báo liền cho mình luôn. Cái cú pháp hợp lệ là số điện thoại và đặt giữa gọi là đặt dưới và kèm ba số may mắn của mình nha trong chương trình tối hôm nay. Chính là dành một thời gian để tìm lại kiểm tra cho mình nha. Và anh em lưu ý là chỉ lạch 10 số anh em ha, chỉ lạch trong vòng 10 số thôi nha. Dạ, đây là cái số cuối của mình là 978 thì anh em có thể là 970 hoặc là 69 rồi đó thì được nha anh em ha. Đó. Rồi thì anh còn anh Sáng Quang thì hồi đợt game show hồi tuần rồi á thì anh có được trúng giải ba với kéo tỉa cành. Đó. Kéo thằng tỉa cành nha anh ha. Anh có thể cho em lại số điện thoại, em sẽ gọi điện xác nhận anh cái rồi anh gửi hàng cho mình nha. Cái kéo đó tặng là hoàn toàn miễn phí nha anh ha. Trong cái game show đo thân nhiệt của hãng của máy Toto vẫn chưa đó. Rồi đó chỉ có làm nè, chỉ có ghi lại tên của anh. Nhưng mà chưa số có số điện thoại vậy, chưa gửi hàng cho anh là vậy ha. Rồi anh em có thể yên tâm nha. Và đừng quên, anh em đừng quên nhấn like kênh và chia sẻ những anh em khác biết để tham gia game show mini hoặc là tham gia những cái livestream mua hàng như thế này, trực tuyến như thế này rất là sinh động luôn, anh em có thể tham gia bằng cách anh em nhấn đăng ký kênh và nhấn vô cái chuông nha anh em, nhấn cái chuông thông báo á, nó sẽ thông báo cho anh em khi có chương trình để anh em biết, anh em không bỏ lỡ nha. Nhưng bỏ lỡ thì mình không được quà cũng buồn nha anh em ha. Giống như anh Sáng Quang với anh Tài Lê với anh Phạm Gia Thượng Nguyễn của hổng đã ba anh đã được ba món quà luôn, rất đặc biệt luôn. Gọi là không, ôi không thấy ta rồi để báo anh Hồng Điệp. Đây. Anh Hồng Điệp ơi, hiện tại bên em vẫn chưa thấy cái bình luận nào của anh lúc 8 giờ, anh kiểm tra hết luôn rồi đó, vẫn chưa thấy anh nha. Rồi cái này thì bên hệ thống sẽ kiểm tra chi tiết nữa để báo cho anh em biết nha, nhưng mà anh em bình luận cái gì là đại đều còn cho nó nha. Anh Nguyễn Hồng Điệp, em vẫn chưa thấy cái bình luận của anh luôn á anh. Rồi, cái em kiểm tra nãy giờ luôn, vẫn không thấy số cái bình luận của mình luôn anh nha. Những game show nhỏ mini là thật sự ra là phát sinh trong lúc anh em gọi là có thích tặng gì đó cho anh em thôi nha. Nguyễn Hồng Điệp lúc 8 giờ, để em kiểm tra liền luôn, sẽ không thấy của mình luôn á. Anh em cứ gọi là theo dõi kênh thường xuyên cho anh em để nhận được cái những cái tin tức hoặc là những cái chương trình hoặc là những cái ưu đãi dành riêng cho anh em ở xa. Đặc biệt là những cái em thấy chưa anh? Mấy giờ anh? Mình thấy số người đăng ký trên tại anh không đăng ký số nhưng mình câu dài 76 là sao? Lúc mấy giờ? Là lúc mấy giờ có đúng không? Là thấy đúng không? Rồi, bên em đã thấy được rồi, thông tin của anh đẹp rồi nha. Anh coi lại đi, sao mình cũng thấy. Ở đâu vậy? Sao mà em thấy ta? Anh có câu dài luôn. Anh không lúc mấy giờ vậy anh? Anh coi lúc mấy giờ vậy? Rồi, chị đã xác nhận rồi nha anh ha, có rồi nha anh ha, có rồi. Lúc khoảng mấy giờ anh ha? Anh đợi một cái phút đi, em kiếm nó ra luôn à. Rồi thì đã kiểm tra kỹ lên nha, nếu mà có thông tin em sẽ liên hệ số điện thoại của anh và xác nhận đơn hàng cho bên cái sản phẩm quà tặng cho anh biết nha. 8 giờ. Rồi thì cảm ơn anh em đã gọi là tham gia nhiệt tình cái chương trình tới hôm nay. Và anh em đừng quên cập nhật thường xuyên những cái thông tin trên trang Storm Mộc hoặc là trên trang YouTube Thích Làm Mộc nha anh em ha. Và anh em đừng quên đăng ký kênh và nhấn cái chuông nha anh em, nhấn cái chuông để thông báo nha anh em, cái chuông rất lợi hại đó nha, có gì đã báo cho anh em liền luôn á. Thôi anh em quên nha. Đặc biệt là những khung giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần 7:30 tối là những khung giờ Star Mập thường live bán hàng như này,
và kèm những game show mini nho nhỏ vui vẻ cho anh em làm sao nha. Anh em đừng quên tham gia nha. Và đặc biệt là trong Star Mộc đang triển khai cái game show to nữa ở trên trang Facebook Star Mộc nha anh em. Anh em có thể lên cả trang Facebook Star Mộc làm theo cái quy định của cuộc chơi là anh em được có cơ hội trúng cái món quà to chà bá luôn. Cái món quà trị giá 715.000 trên trang này Store Mộc cho anh em, trang Facebook Store là Mộc đó. Rồi vậy là hôm nay cái chương trình mini game là đã có anh Hồng Đẹp. Rồi anh Hồng Đẹp đã đón chúng ha, cái này sẽ tặng cho anh Hồng Đẹp nha. Rồi bên em sẽ kiểm tra lại và liên hệ cho anh Hồng Đẹp biết nha, anh Hồng Đẹp cứ yên tâm nha. Rồi cảm ơn anh. Rồi mai bên này sẽ liên hệ với anh Hồng Đẹp tặng cái phần quà này cho anh. Rồi cảm ơn em rất nhiều. Rồi chương trình này buổi livestream hôm nay kết thúc nha anh em. Nhận gửi lại đến anh Sáng Quang vui lòng cho em xin số điện thoại lại nha anh Sáng Quang ơi. Có điện thoại anh Sáng Quang rồi, ok anh Sáng Quang nha, cảm ơn rất nhiều. Rồi cảm ơn anh em gần xa đã tham gia cái chương trình livestream rất là đặc biệt tới hôm nay. Rồi anh em đừng quên nhấn cái nút đăng ký subscribe bên dưới hoặc chia sẻ những chia sẻ cái kênh này đối với các anh em bạn bè đồng nghiệp ha, hay những người thân trong gia đình mà để mà tất cả mọi người có thể nắm được tình hình này, cái tình hình khuyến mãi chương trình.